Đào ơi. Dạ mợ ba. Mợ hai đi đâu sáng giờ mà sao ta không thấy? À, em nghe mợ hai nói là sáng nay ra chợ mua ít đồ về cúng đó mợ ba. Ừ. Ủa mà mợ ba kiếm mợ hai có chuyện gì hả? Ừ, không thấy chị ấy ở trong bếp cho nên ta hỏi vậy thôi à. Mà em chuẩn bị đồ cúng xong chưa? Mình dọn lên là vừa rồi đó. Dạ, em dọn xong hết rồi mợ ba, lát nữa em đem lên cúng. Ừ. Tiểu Bảo. Tiểu Bảo. Dạ. Con làm gì sáng giờ mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy? Dạ, con ở ngoài đình á. Con chơi ở sân đình á. Ngoài đó người ta bán nhiều đồ lắm. Còn có bán này nữa nè. Con heo bằng đất nung đẹp quá à. Mà ai bán vậy? Mà sao con có con heo này? Của thằng Ngọ. Con mượn đem về cho mẹ con coi. Người ta bán ngoài chợ. Bà con mua nhiều lắm. À, mẹ về. Con chào mẹ. Nè mợ hai, lúc còn sống bà rất là thích hoa sen. Dạ. Em cắm vào bình rồi trưng lên bàn thờ nha. Dạ em biết rồi. Ở nhà chuẩn bị đồ cúng tới đâu rồi em? Dạ xong hết rồi chị. Ừ. Trời ơi, Tiểu Bảo, con làm cái gì mà mồ hôi mồ kê ướt nhẹp hết vậy nè? Dạ, con muốn ra chợ mua con heo đất này. Không biết ngoài đó bán gì mà nó khoe nãy giờ à? À, đúng rồi. Có một nhóm người miền xuôi lên bán dại dốc và đồ gốm sứ. Chị thấy mọi người mua cũng nhiều lắm. Nhưng mà bận việc về cúng kiến cho nên là chị chưa có ghé xem. Dạ. Mẹ, mẹ cho ừ. con tiền mua con heo đất này nha. Mẹ thằng Ngọ mua cho nó đó. Con mượn đem về cho mẹ coi nè. Con heo đất này đẹp quá. Để mẹ cho con tiền mua. Dạ. Mà nè, con đi ra nhà sau á, rửa mặt cho sạch sẽ đi. Mặt mày mồ hôi không như vậy, cha con về là la con đó. Đúng rồi đó, con đi ra sau rửa mặt đi. Một lát nữa mẹ dẫn con đi mua. Cha con cũng gần về tới rồi. Không, con muốn mua ngay bây giờ à. Mua xong con chạy về đón cha. Ừ. Con đi ra sau nhà rửa mặt đi. Rồi một lát nữa mẹ kêu chị Đào dẫn con đi mua. Không, con đi với thằng Ngọ được mà mẹ. Nó đang đợi con ngoài cổng á. Cái thằng này. Được rồi, mẹ cho con đi mua. Nhưng mà con phải chạy về liền nghe. Dạ. Cha con sắp về tới rồi đó. Nè. Dạ. Cảm ơn mẹ. Thưa mẹ con đi, thưa mợ con đi. Ừ. Mình đi xa về mệt, có cần nghỉ ngơi chút không? Không cần đâu. Hôm nay giỗ mẹ nên ta có mời một vài người bạn đi buôn chung đến nhà chơi. Nàng hãy vào trong chuẩn bị mâm cỗ nha, họ sắp tới rồi đó. Mọi thứ em chuẩn bị xong rồi, nhưng mà để tí em vào trong coi còn thiếu gì nữa không? Có mấy bình rượu ngon mà lần trước ta mua ở trên kinh thành về đó. Nàng nhớ mang ra để cho ta tiếp khách nha. Em có để sẵn trên bàn nhỏ ngay góc cửa kìa mình. Nàng thật là chu đáo. À, Tiểu Bảo đâu? Nãy giờ ta về sao không thấy nó? Dạ, nó chạy ra ngoài mua con heo đất. Thằng nhỏ thật là ham chơi. À, ta có mua cho con một bộ đồ. Đây, nàng coi con có vừa không? Trời ơi, bộ đồ đẹp quá. Chắc là nó thích lắm. Nhưng mà con mình có nhiều quần áo mà, chàng mua nửa làm gì? Lần nào chàng đi về cũng mua quà cho nó hết. À, đi bán ở trên kinh thành, ta gặp một thằng bé cũng trạc tuổi con mình, cũng mặc bộ đồ y chang như vậy. Ta thấy đẹp quá nên mới mua cho con. Đi làm ăn xa, ta nhớ nàng và con nhiều lắm. Em và Tiểu Bảo ở nhà cũng nhớ chàng. Tiểu Bảo có làm gì sai em nói cha mà biết á là cha sẽ buồn. Vậy là nó sợ liền à. Ngày nào nó cũng mong chàng về hết á. Thôi bây giờ nàng kêu người kêu nó về lo cơm nước cho nó đi. Một chút nữa khách khứa tới á thì lu bu lắm. Dạ, để em kêu Đào ra kêu nó về.
Bảo. Dạ anh ơi. Hả? Sao cô? Anh có thấy thằng nhỏ 10 tuổi cỡ như vậy không anh? Tôi không để ý, nhưng mọi người về hết rồi, không còn ai đâu. Dạ cảm ơn anh. Ừ. Bảo ơi. Bảo ơi Bảo. Bảo ơi. Chú Minh. Dạ chị. Sao rồi chú Minh? Có thấy Tiểu Bảo đâu không? Dạ em không thấy. Em tới nhà thằng Ngọ, nó đang ở nhà. Nó nói Tiểu Bảo nói là hôm nay cha nó về, nên nó về nhà lâu rồi. Vậy thì Tiểu Bảo nó đi đâu được chứ? Dạ mợ ơi, em tìm Tiểu Bảo khắp nơi mà không thấy. Nhưng em nghe nói là Tiểu Bảo đi cùng với một người nào bán gốm ở miền xuôi mới lên. Hai người nói chuyện với nhau có vẻ thân thiết lắm. Là sao? Dạ là có nghĩa là hai người giống như là thân thiết với nhau từ trước vậy đó. Người đó còn tưởng là người bán đồ gốm thân thiết với nhà mình nữa. Vậy sao? Chắc là nó thích mấy người làm gốm nên mới lần la đến làm quen, rồi bị người ta dụ đi theo luôn. Em à, em có nghe người ta nói là bây giờ mấy người đó đang ở đâu không? Dạ em cũng có hỏi hết rồi mà không biết bọn họ đi đâu hết á. Mình ơi. À chú Út, khách khứa sắp tới rồi, sao mấy chị em không lo dọn mâm lên đi, còn đứng ngoài này làm cái gì? Chú Út, có chuyện gì hả? Tiểu Bảo. Tiểu Bảo sao? Anh hai, Tiểu Bảo đi đâu mà tới bây giờ còn chưa thấy về nữa? Hả? Cái gì? Anh hai à, miền xuôi rộng lớn, anh biết tìm Tiểu Bảo ở đâu? Đừng lo cho anh, trước giờ anh vẫn ra kinh thành đi mua bán, bây giờ coi như xuống miền xuôi để làm ăn, rồi tìm tin tức của Tiểu Bảo luôn. Ừ, anh hai nè, nhưng mà kinh thành thì khác à, kinh thành thì sầm uất, buôn bán dễ dàng, còn miền xuôi á, nghe đâu mới trải qua trận lụt, dịch bệnh hoành hành, anh mang hàng xuống đó bán cho ai? Cái chính là anh đi tìm Tiểu Bảo. Nghe nói bọn người kia đã bán hết hàng quá rồi, chắc chắn họ sẽ quay về nhà. Lần này anh đi hơi lâu. Chú Ba, chú Ba ở nhà thay anh coi sóc chuyện nhà cửa. Chuyện đồng án chưa tới mùa thu hoạch, anh cũng đỡ lo. Nè, em chỉ sợ anh đi tìm không có kết quả gì. Lúc Tiểu Bảo mất tích á, mọi người đã súng nhau đi tìm khắp nơi, nhưng mà ai gặp mấy cái kẻ bán đồ sứ đó đâu. Chứng tỏ họ đi xa rồi. Anh hai à, em tội nghiệp Tiểu Bảo, nó còn non nớt nên dễ bị dụ dỗ đi theo họ. Chỉ sợ nó còn nhỏ quá, không đủ sức đi đường đâu. Đường đi xuống miền xuôi trắc trở, với lại không biết bọn chúng bắt cóc Tiểu Bảo làm cái gì, cho nên anh lo lắm. Anh phải đi tìm con anh về cho bằng được. Em làm cơm mắm với khô để mình đi đường. Còn con heo đất mà Tiểu Bảo mang về, mình cầm theo để dò tin tức. Nhớ tìm con trai về nha mình. Ừ, nàng đừng có buồn nữa, coi chừng ngã bệnh. Nhất định ta sẽ tìm con của mình về. Tôi đã tức tốc gom đủ các loại lá thuốc như cậu dặn. Miền xuôi đang có dịch bệnh, chắc là cần những loại lá này. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chừng nào mình lên đường vậy cậu? Bây giờ mình lên đường. Dạ. Nàng ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Mình nhớ bảo trọng. Anh đi.
Sao làng mạc ở đây vắng vẻ? Hình như có gì đó bất ổn quá cậu hai ơi. Tôi cũng thấy vậy. Nãy giờ tôi thấy nhà nào cũng đóng cửa im ỉm, mà không có đứa con nít nào chơi ngoài sân hết. Xế chiều rồi, chúng ta tìm quán trọ nghỉ ngơi đi. Đi suốt cả ngày mệt quá. Nãy giờ tôi cũng đang tìm nhà trọ nè, mà có thấy đâu. Chúng ta cứ đi một đoạn nữa xem sao. Đi hơn cả 10 ngày nay, hỏi thăm khắp nơi mà không có ai nhìn thấy nhóm người mua bán gốm sứ đâu. Bây giờ mà mình tìm nữa cũng trông vô vọng mà thôi. Không mấy ta quay về. Chú Túc à, đây là con đường về miền xuôi nhanh nhất. Tôi chắc chắn họ sẽ đi ngang con đường này. Nếu chú muốn đi về thì chú hãy về đi, tôi không cản. Tôi còn phải đi tìm Tiểu Bảo nữa. Đâu có, tôi đã hứa đi với cậu mà. Bây giờ cậu không quay về thì chúng ta tiếp tục đi. Cảm ơn chú, đi. Đi đi cậu. Đây, trà nóng có rồi đây. Ông chủ, tôi để đây nha. Buổi tối á, con trai tôi á, nó ngủ ở ngoài, có cần việc gì á cứ gọi nó nghe. Đa tạ ông chủ. Ừ. À ông chủ, làm ơn cho tôi hỏi thăm. Ông có gặp một nhóm người chuyên buôn bán gốm sứ cùng với giải dốc. Nghe nói họ ở dưới miền xuôi, đem hàng lên miền Sơn Tây bán. Khi quay về họ chắc chắn sẽ đi qua vùng này. Ông có thấy họ không? Và họ rất hay bán những thứ này. Không, tôi không có gặp những người như cậu nói. Với lại cả tháng nay ở vùng này nè đang có dịch bệnh, nên các thương lái tìm đường khác đi không à. Vùng này đang có dịch bệnh sao? Nhà nào cũng có người bệnh hết trơn á. Đang khỏe mạnh cùi củi à, tự nhiên cái phát sốt, cái nóng lạnh. Nếu mà không thuốc thang kịp thời nghe, cái ngã cái đuổi, chết bất đắc kỳ tử luôn. Không có một lời trăn trối luôn á. Bởi vậy á, hai người đi đường á, phải cẩn thận bệnh hoạn nhé chứ. Chứ không vướng bệnh vào người á, là nguy hiểm lắm đó. Đa tạ ông đã nhắc nhở. Ừ. Hèn chi suốt đoạn đường dài tôi thấy nhà nào cũng đóng cửa im ỉm à. Năm nào á mà lũ lụt xong á là dịch bệnh hoành hành. Mai á là cái làng này nè phát hiện ra trị bệnh sớm, nên phòng ngừa trước á. Chứ cái làng trong nè nghe, cứu chữa không kịp hả, chết nhiều lắm, chết như rã. Nguy hiểm đến vậy sao? Nguy hiểm chứ, lây lan nhanh lắm. Nhưng bây giờ á nó cũng bớt rồi, không có còn đáng sợ như trước nữa, nên cậu cũng đừng có căng thẳng quá. Vùng này đang có dịch bệnh, tại sao ông chủ vẫn còn đang mở quán trọ vậy? Ông không sợ bị lây bệnh sao? Đóng cửa quán trọ để chết đói làm sao? Trời ơi, tôi đánh liều mở cửa ra, trời kêu ai nấy dạ, chứ biết sao giờ. Thấy mập mập vậy chứ khó bệnh lắm à. Nghe chủ quán nói tôi cũng sợ sợ. Ừ. Ngoài đường thì nó vắng vẻ, còn cái quán này nó vắng tanh nè. Không sao đâu chú Túc, chúng ta ráng ngủ cho lại sức, rồi sáng mai chúng ta lên đường. Còn hàng quá thì bán hết rồi, sắp tới chúng ta làm gì hả cậu? Chủ quán nói gần đây có dịch bệnh, con đường này ít thương lái qua lại. Để sáng mai tôi dò hỏi coi họ đi đường nào, rồi chúng ta tính tiếp. Thôi, dạ, chú ngủ đi. Thank you.
Chú Túc ơi, chú Túc. Trời ơi, hôm qua mệt quá ngủ quên mất, trời sáng bạch rồi. Chú Túc ơi, cậu hai, cậu hai, cậu hai dậy, 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 dậy cậu hai, dậy lên đường cậu hai ơi. Ê trời ơi, sao mà nóng hổi gì nè, cậu hai, cậu hai, cậu có sao không cậu hai? Chú Túc ơi, sao? Tôi thấy nhức mỏi khắp người, tôi khát nước quá. Chú cho tôi miếng nước. Đây, 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 đây. Chắc là tôi cũng bị bệnh rồi chú Túc ơi. Nè, 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 nước, nước, nước này cậu. Cậu bị bệnh ở nơi này nguy hiểm quá, bây giờ phải làm sao đây? Tôi bị bệnh thiệt rồi, bây giờ chú phải quay về nhà liền, đừng có nấn ná chỗ này nữa, coi chừng bị tôi lây đó. Còn cậu thì sao? Không mấy đợi cậu khỏe rồi chúng ta cùng quay về. Chưa tìm được con trai của tôi sẽ không bốc cao nữa. Xin ông nấu cho tôi một nồi nước xong, sau đó tôi sẽ trả công đầy đủ cho ông. Ông chủ ơi, tôi phải quay trở về nhà ngay. Tôi nhờ ông chủ làm ơn chăm sóc cậu hai giùm tôi nghe ông chủ. Anh bị nhiễm bệnh rồi, tôi không chăm sóc được đâu. Nhưng mà anh muốn gì anh cứ nói. Tôi làm sẵn, tôi để ngoài cửa. Anh ra, anh lấy vô nghe, chứ tôi không dám tới gần anh đâu. Như vậy là cũng tốt lắm rồi, tôi cảm ơn ông chủ nha. Chú đi đi, ở đây tôi tự xoay sở được. Đi đi. Bảo trọng bình an nghe cậu. Vậy thôi tôi đi về nghe cậu. Vậy tôi về nghe cậu. Đi về đi. Tôi về nghe. Làm gì vậy hả? Nãy giờ tôi nói tới nói lui mà ông vẫn chưa chịu trả nợ cho tôi là sao hả? Trời đất ơi, tôi có tiền đâu mà trả cho ông. Tôi có nè, 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 ông Lục coi, tôi có là tôi trả liền hết cho ông rồi. Thôi, ông đi về đi. Bây giờ mà ông cứ đứng đây nói lèm bèm hoài, vợ tôi mà nghe được là có chuyện lớn đó. Ông á, mà ông muốn lớn chuyện á thì tốt nhất đừng có chọc giận tôi nghe. Trời đất ơi, nè, nãy giờ ông thấy đó, tôi có chọc giận ông hồi nào. Thôi đi, nhìn cái mặt tôi nè, mấy ngày nào tôi xui lắm, thua cháy túi luôn rồi. Không biết mắc cái giống gì mà thua thẫn mãn vậy. Mà lạ, tiền tôi mượn ông á, ông cũng tính lời, có chứ không đâu, mà sao cứ lèm bèm để đòi quà vậy? Ý trời đất ơi, không đòi sao được. Phải chi á, ông mượn ít á thì không nói gì, lần này ông mượn quá nhiều đi. Ông là cái người thiếu nợ tôi nhiều nhất trong số những người thiếu nợ á, không đòi sao được. Với lại ông cũng biết rồi đó, tôi cũng như ông, hổm rày tôi đánh bài cũng thua vậy. Vì vậy bây giờ tôi cũng cần một số tiền để gỡ gạc chứ, chứ tôi cũng đâu có muốn làm khó ông đâu. Ủa, cái mặt ông cũng giống cái mặt tôi, cũng đen xì vậy đó hả? Nè, trời ơi, đồng cảnh ngộ, thông cảm cho nhau đi. Thôi, đi về đi. Bữa nào tôi có tiền tôi trả cho. Trời ơi, chứ ông cứ đứng đây lèm bèm hoài, người nhà tôi biết thì làm gì mà tôi có tiền để tôi trả cho ông. Trời ơi, ông ơi, đừng có xạo nữa. Ông làm như tôi không biết gì á. Dân ở trong vùng này, ai mà không biết ông nổi tiếng là dân cờ bạc. Với lại ông là cái người đánh bạc lớn tiền nhất, không ai mà đánh lớn tiền bằng ông hết á. Nè, ông đừng có tưởng là tôi không biết nha. Anh hai của ông á đang đi tìm con. Vì vậy á, nhà cửa, ruộng vườn giao hết cho ông quản lý. Rồi ông lại không có giao tiền để cho ông quản lý hả? Ông cũng biết nói câu, tôi mê cờ bạc ai cũng biết. Anh hai tôi đâu có ngu đâu mà không biết tôi mê cờ bạc, sao tính đưa tiền cho tôi. Thôi, đi về đi. Giờ ông có đứng đây cũng không bao giờ có tiền ra đâu. Giờ tôi phải xoay sở nhiều cách, tôi phải vận dụng đầu óc xoay sở nhiều cách mới có tiền trả cho ông. Ê...
Nè cha nội, chị dâu của tôi mà, chứ người xa lạ gì đâu mà ông nhìn dữ vậy? Biết, tại hôm nay mới nhìn kỹ. Người ở đâu mà có cái nét đẹp mặn mà quyến rũ, làm tôi bất ngờ. Trái tim của tôi nó đang đập thình thịch vậy nè. Ông đừng có hàm hồ nha. Chị dâu của tôi đó, không có dở trò được đâu. Nè, đang hứng đừng có làm mất hứng nha. Với lại tôi cho ông hay, một khi mà tôi muốn dở trò, ông trời có xuống đây cũng không cản nổi nữa. Nhưng mà thôi ha, giờ tôi đi về ha. Ông liệu mà xoay sở trả hết tiền lại cho tôi. Trưa nay mà tôi thấy ông vẫn chưa trả nợ á, thì tôi qua đây để đòi nợ, nhân tiện gặp người đẹp luôn. Thôi ông đi về giùm nè, tôi đi. Ông nhớ trả nghe chưa. Đi về giùm tôi đi. Lạ quá, tay nãy đựng tiền bạc tư trang của ta đâu mất hết rồi. Ông chủ ơi, ông chủ quán ơi. Gì đó, có chuyện gì? Có chuyện gì mà la lối sầm vậy? Cái tay nãy đựng tiền bạc tư trang của tôi đâu mất tiêu rồi. Cái gì? Tay nãy? Ừ. Bị mất? Đúng rồi. Cậu để đâu mất? Bình thường tôi để ở đây nè, nhưng mà sau khi tôi đi sắc thuốc lên thì không còn thấy nữa. Ông có biết ai? Nè, đừng có giở trò à nghe. Tính vừa cướp vừa la làng phải không? Nè, nhìn đi, cái quán trọ này có ai bước chân ra bước chân vô đâu mà mất đồ hả? À, bây giờ tính lấy rửa gấp bỏ tay người đúng không? Tính giật tiền trọ với tiền thuốc phải không? Không không đâu ông chủ à. Ông chủ đừng có nghĩ như vậy. Ông giúp tôi mang ơn ông không hết. Nhưng mà quán xá của ông nhiều khi có kẻ gian vào lấy tay nải của tôi thì sao? Đồ đạc của cậu, tư trang của cậu để đâu ai biết? Cậu nhìn đi, cái quán này có ai vô ra hôn mà mất? Bây giờ cậu muốn sao? Hả? Cậu muốn cái gì? Ông chủ à, tôi đâu có muốn gì đâu. Ông chủ ơi, hả? Ông bình tĩnh nha. Cậu muốn cái gì? Ông chủ ơi, ông bình tĩnh. Không có bình tĩnh, bình tích gì hết trơn á. Cậu muốn cái gì? Tôi. Cậu đi mau, đi. Đi ra khỏi quán tôi. Đi. Ông chủ à, ông đi ra ngoài. Tôi mà, tôi đang bệnh. Giúp gì? Đi. Đi ra ngoài. Ông chủ đi. Ơi, ông đi ra. Được. Đi. Ra ngoài. Ra ngoài. Ông chủ ơi, ui da. Tính qua mặt ông hả mày? Mày bằng cái đùi tao ha. Chị hai, có chuyện gì mà chị kêu em gấp gáp như vậy? Lúc nãy chồng em kêu chị đưa chú ấy 30 lượng bạc, chú ấy có việc cần. Nhưng mà tiền bạc bây giờ chỉ đủ chi tiêu trong nhà. Bây giờ em đem số nữ trang này đem đi bán đi, rồi đưa tiền cho chú ấy. Chồng em cần gì á, sao không kêu em mà lại bắt chị phải đưa vậy? Anh hai đi hơn một tháng trời không có tin tức, nên chú ấy muốn hùng hạp làm ăn để kiếm tiền. Thật sự thì nhà mình tiền bạc cũng chẳng còn, nhưng mà cũng không thể ngồi không chờ anh hai được.
Chắc là anh chưa tìm được thằng nhỏ. Ngày nào chị cũng cầu trời khẩn Phật cho cha con nó gặp nhau, nhưng mà tới giờ cũng chẳng có tin tức gì cả. Em cũng lo cho anh hai và Tiểu Bảo lắm, sợ chị buồn nên em không dám nhắc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, chị đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Không lo không buồn sao được. Chị chỉ có một mình Tiểu Bảo thôi, không biết hiện giờ nó ở đâu, có bị đánh đập hành hạ hay không. Nếu như mà nó có mệnh hệ gì thì chắc chị không sống nổi quá. Chị à, có em ở bên cạnh chị mà. Chị em mình sẽ cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn này đi chị. Chị cảm ơn em. Tuy chỉ là chị em bạn dâu với nhau thôi, nhưng mà tình cảm của em đối với chị còn hơn cả chị em ruột thịt. Thời gian qua nếu không có em chia sẻ, chắc chị điên mất. Chị đừng có nói như vậy mà. Chị tốt với em gấp trăm ngàn lần nữa kìa. Mới gặp lần đầu, chị đã giang tay che chở cho em. Món nợ ân tình đó làm sao mà em quên được chứ. Con cứ yên tâm đi, tới quán của dì hai mà làm. Quán của dì hai á rộng rãi lắm, cho con ở lại luôn. Quán của dì á đi thẳng hết con đường làng này, quẹo phải cái tới liền hà. Rau tươi ngon lắm. Dạ, dạ con cảm ơn dì nhiều lắm. Con từ xa tới đây tìm dì cơ, mà con gặp được dì là con may mắn dữ lắm á. Con hứa sẽ siêng năng làm việc để không có phụ lòng dì. Nhìn con xinh xắn dễ thương, dì rất là hài lòng. Bởi vậy dì mới kêu con tới làm cho dì đó. Dạ. Đúng rồi, con ngồi đây đợi dì nha. Dì chạy đi mua cho con mấy bộ đồ mới, còn mấy bộ đồ cũ á mua thanh long đi. Tiểu thơ thanh long ngọt nhìn lắm. Ghê quá à. Đợi dì xíu nghe không. Dạ. Mua ủng hộ giùm tôi đi, tôi lấy rẻ cho. Em đợi chị một chút nha. Dạ thưa mợ. Em đừng có nghe theo lời bà ta. Bà ta là tú bà đó. Bà ta muốn dụ dỗ em. Chị nói thiệt hả chị? Ừ. Chết rồi, thì bây giờ em phải làm sao đây? Em từ đâu tới? Ở đây em có quen biết ai không? Dạ không, em không có bà con thân thích nào ở đây hết trơn á. Thôi được rồi, em đi theo chị. Dạ. Chị thấy em mồ côi, không nơi nương tựa. Chị thương em, rồi cho em về nhà, chỉ bảo cho em, rồi còn mai mối cho em anh Ba Thiện nữa. Sau đó chị em mình trở thành chị em bạn dâu. Chị đừng có buồn nữa. Em hứa sẽ luôn bên chị, bảo vệ cho chị mà. Chị đem cất đi. Để chồng em về á, em hỏi kỹ ảnh, coi ảnh hùng hạp làm ăn với ai cái đã. Chị thấy bây giờ cả nhà mình không trông chờ vào ảnh hai được nữa, mà mùa màng lại chưa tới mùa thu hoạch, nên chú Ba muốn đi làm ăn cũng đúng. Chỉ có điều chị lo khi thấy chú ấy đi giao du với hạng người không tốt. Thì em cũng sợ như chị vậy đó. Em sợ ảnh người quen đường cũ, có tiền rồi lại lao vào cờ bạc. Nè, anh hai đi tìm Tiểu Bảo biết chuyện nào mới về. Tôi cũng là đàn ông trong nhà này, tôi cũng phải đi làm ăn chứ. Mấy người đúng là đàn bà, có nhiều đó cũng thắc mắc. Nhưng mà mình định làm gì? Nhiều chuyện. Ra ngoài làm ăn đâu có dễ đâu, lỡ ngớ là bị gạt như chơi đó mình. Thì tôi biết tôi không có kinh nghiệm buôn bán, thì tôi hùng hạp với bạn bè không được sao? Chú tính hùng hạp mua bán cái gì vậy? Thì tôi buôn bán những thứ giống như anh hai làm. Chú đã nói vậy thì được rồi. Chị nói thím đem bán số nữ trang này để đưa tiền cho chú. Ừ.
Tiền bạc trong nhà đâu? Sao chị không đưa ra đi? Bán mấy cái nữ trang này được nhiêu tiền? Thật ra gần đây việc làm ăn của anh hai không tốt, bị thua lỗ liên miên, nên ảnh giấu, ảnh không có nói, sợ cả nhà lo lắng. Rồi bây giờ lại tới chuyện của Tiểu Bảo. Hơn cả tháng nay bao nhiêu tiền để dành chị đã đem ra chi tiêu hàng ngày, không còn đủ tiền để mà đưa cho chú. Chị hai đã nói như vậy rồi thì mình khoan hẳn hùng hạp làm ăn, đợi thời gian nữa rồi hãy tính. Nàng biết gì mà nói, gì mà ồn ào quá vậy? Không biết có chuyện gì ngoài kia mà ồn ào dữ vậy. Chị hai. Tội nghiệp. Hãy nghe ồn ào ngoài cổng á, là chị hai cứ tưởng tin tức của anh hai với Tiểu Bảo. Mà mình á, mình tính làm ăn với ai mà sao tôi không nghe mình nói? Nè, nàng là vợ ta, không được hỏi ta những câu đó nghe chưa? Ta nói cho biết, bây giờ anh hai không có ở nhà, ta mới có thể tự quyết định làm ăn. Nàng cứ chống mắt lên mà coi, ta kiếm tiền còn nhiều hơn anh hai nữa kìa. Có tin anh hai rồi. Chị, tin gì vậy? Có tin của anh hai rồi. Sau khi chia tay ở quán trọ, tôi quay về. Nhưng mới đi 2 ngày đường thì đã đổ bệnh. Căn bệnh gì kỳ lạ, lúc thì nóng, lúc thì lạnh. Nó làm cho tôi kiệt sức ngã quỵ. Tôi phải chạy chữa gần cả tháng trời mới khỏi. Vừa hết bệnh thì tôi quay về liền, lập tức báo tin cho các mợ hay. Không biết tình hình chồng tôi bây giờ ra sao? Đã hết bệnh chưa? Trời ơi, sao tai họa lại dồn dập đổ xuống gia đình tôi? Không được rồi, tôi phải đi tìm anh. Để tôi qua làng bên dò hỏi mấy người quen, họ thường đi buôn bán xa, coi coi họ có biết được tin tức của cậu hai không. Nếu có tin gì á, tôi sẽ báo liền cho các mợ. Cảm ơn chú đã tới báo tin. Chú cũng mau về nhà đi. Ở nhà thím và mấy đứa nhỏ cũng trông chú lắm. Tôi về đây. Dạ. Mợ hai à, mợ đừng có đau lòng quá mà đổ bệnh. Cha con của cậu ấy chắc tai qua nạn khỏi mà. Mợ yên tâm nha mợ. Dạ, cảm ơn chú. Thôi tôi về nghe. Dạ. Dạ. Ủa, hộp nữ trang đâu rồi? Chồng em lấy hộp nữ trang đi mất rồi. Cứ để cho chú ấy làm theo ý của mình. Bỏ tiền thì chứ. Ta nói rồi, bây giờ cho ta mượn đi. Nè, Quynh, cho ta mượn 10 lạng. Không cho mượn đâu. Nè, làm như tụi ta không biết hả? Thua hết tiền rồi, giờ giở trò phải không? Nhanh lên đi, bỏ tiền. Vậy đi, thua hết tiền rồi, đi ra ngoài đi. Thua sạch túi rồi, tính chơi liều đi gỡ gạt hả? Không dễ ăn với bọn này đâu nha. Về đi. Không chơi thì thôi, làm gì dữ vậy? Đi đi. Sao tôi mang tiền tới á? Đừng hòng chơi với tôi á. Đi đâu rồi? Ba Thiện. Ba Thiện, ngươi đừng có tưởng là ngươi có thể trốn được ta nha. Ngươi trốn không thoát đâu. Ba Thiện, mau ra đây cho ta biểu. Ba Thiện. Chào Phú gia. Chú ba đi vắng rồi. Khi nào chú ba về, tôi sẽ nhắn chú ba tới gặp ông. Đi vắng rồi hả? Lâu ngày mới thấy thằng này đi vắng một bữa, hợp lý. Thị Ngọc, nàng quả là rất đẹp. Một nét đẹp thiệt là thánh thiện. Mỗi lần ta gặp nàng, ta lại cảm thấy xao xuyến. Ăn không ngon, ngủ không yên, tim nè. Nhảy. Tôi là con dâu nhà họ Đỗ, ông nên cẩn trọng lời nói của mình. Những lời nói của ông khó nghe quá. Nhà họ Đỗ?
Nàng cứ tưởng nhà họ Đỗ này danh giá lắm hay sao mà nàng nhắc nhở ta, hả? Ta cho nàng hay, hiện nay chồng của nàng đi biển biệt sống chết ra sao chưa ai biết. Còn cái thằng Ba Thiện đó hả, nợ nàng ngập đầu. Sắp tới hắn sẽ phải bán hết cái cơ ngơi này để mà trả nợ đó. Hắn đang nợ ta, nàng có biết không? Phu gia. Anh Ba tôi thiếu nợ không? Tại sao không kiếm anh ấy mà rồi? Tại sao ông lại dám sàm sỡ chị dâu tôi chứ? À, ta sàm sỡ chị dâu của người hồi nào hả? Ta chỉ muốn nhắc cho nàng ấy biết là cái cơ ngơi này sắp sửa phải mang ra bán để trừ nợ đó. Mấy người rõ chưa? Liệu mà chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc đi chỗ khác chơi. Ông nói cái gì? Ông nói lại coi. Ta đâu có quẩn đâu mà nói đi nói lại cho mấy người nghe. Chờ thằng Ba Thiện nó về, nó sẽ nói rõ cho mấy người biết. Nè, phu gia. Út Minh à, chú Ba lại gây quả. Anh Ba, anh đang làm cái gì vậy anh Ba? Hả? Nè, ta làm gì? Đó là chuyện của ta. Cái nhà này là nhà của ta. Ruộng vườn đất đai đều là của ta hết. Bây giờ hả, ta làm ăn thua lỗ thì ta bán đi. Có gì không? Nhiều chuyện. Anh Ba. Chú Ba. Anh. Chú Ba lại gây ra quả nữa rồi. Chị Hai à, em phải đi tìm anh Hai về mới được. Nếu chậm trễ, anh Ba sẽ làm tan nát cái gia sản này nè. Anh đã vướng vào cờ bạc, chứ không phải anh ấy làm ăn thua lỗ đâu. Chị cũng nghĩ như chú. Chị coi anh Hai mới ngăn chặn được việc làm sai trái của chú Ba thôi. Bây giờ em sẽ qua bệnh hỏi thăm chú Túc, rồi theo hướng đó đi tìm anh Hai. Chị cũng đừng có lo lắng nữa, em sẽ tìm được anh Hai mà. Bây giờ chị rối trí quá, chị sợ chú Ba làm liều thôi. Thôi chú phải đi tìm anh Hai về mới được. Để chị vào chị soạn hành lý cho chú đi đường. Dạ. Nè chị qua tôi đi, qua làm đại trai nhà sĩ. Đó là chiều nay tôi phải ra đồng rồi. Không có nghe tôi. Trời, gác lại đi, qua chút xíu gì đâu. Ông đi qua phụ tôi đi. Một ngôi chùa. Chào thí chủ. A Di Đà Phật. Trời ơi, bạc nén sao nhiều quá vậy nè. Ở chỗ này phải hơn cả trăm lạng bạc. Không lẽ ông trời thương cho ta một số tiền lớn như vậy sao? Như vậy ta đã có tiền chữa bệnh và sau đó tiếp tục đi tìm con của ta. Trên túi có một bông hoa thiếu bằng tay, vậy chắc chắn là có người đánh rơi. Vậy không phải là của trời cho mình, mình phải tìm để trả lại cho họ mới được. Chú Tiểu ơi,
Chú Tiểu ơi, chú Tiểu ơi, chú Tiểu ơi, con đã tìm hết nhưng không thấy ông ơi. Chắc là có người lụm rồi. Con xin lỗi ông. Có chuyện gì mà thấy hai người buồn bã dữ vậy? Dạ, cả tuần nay á, chuyện bán buôn được thuận buồm xuôi gió. Tưởng đâu á, được tổ đãi. Ai dè ông chủ về gần tới nhà á, thì phát hiện mất hết túi bạc rồi. Coi như vốn liếng mất hết luôn. Tội nghiệp cho ông chủ tôi. Buồn rầu, không dám về nhà nữa. Mất túi bạc? Dạ. Mà ông làm mất ở đâu? Ngươi đừng hỏi nữa, ta mệt mỏi lắm rồi. Ngươi đừng làm phiền ta nữa có được không? Ông chủ tôi á, bỏ túi bạc trong gánh nè. Nhưng mà tôi không có biết. Cứ tưởng đâu là gánh không, nên tôi không có dầm chừng. Bây giờ mới phát hiện ra là mất hết rồi. Giờ không biết ở đâu mà đi tìm nữa. Ta có bắt đền ngươi đâu mà ngươi cứ phân bua hoài vậy. Lúc ở chùa xách túi bạc vào thắp nhang không tiện, cho nên ta mới bỏ vào gánh. Lúc đó ta thấy ngươi ngồi ngay gánh, tưởng ngươi nhìn thấy. Ai dè đâu, ngươi ngồi đó ngủ. Khi đi ra vì nôn về nhà cho nên quên luôn túi tiền. Đến khi sực nhớ ta tìm thì mới phát hiện mất hồi nào không hay nữa. Tại vì lúc đó con mệt quá, ngủ quên hồi nào không hay. À mà ông, không chừng cái gánh nó ngã, nó làm rớt bạc ra. Hay là mình quay lại đó mình tìm đi ông. Số bạc lớn như vậy, thế nào cũng có người lấy. Bây giờ quay lại đó làm gì mà còn để mà tìm chứ. Ông nói trong túi có số bạc lớn là bao nhiêu? Sao tôi mệt anh quá à? Sao anh hỏi kỹ quá vậy? Thì biết đâu nếu tôi tìm được. Mà nếu đúng là của ông á, thì tôi sẽ trả lại cho ông. Bây giờ thì cậu nói vậy, nhưng khi cậu cầm trong tay số bạc lớn như vậy, hơn 100 lạng, lúc đó cậu sẽ nghĩ khác. Ai mà nhặt được á cũng nghĩ đây là của trời cho, nên đem về làm của riêng. Không bao giờ mà dại dột để mà trả lại cho người mất của đâu. Đúng là tôi có nhặt được một túi bạc. Ban đầu tôi nghĩ đây cũng là của trời cho. Với số bạc lớn này, tôi có thể chữa bệnh cho tôi và đi tìm con của tôi. Nhưng sau đó tôi suy nghĩ lại, tôi có làm gì đâu mà trời cho tôi một số bạc lớn như vậy. Nên tôi có ý tìm chủ nhân để trả lại nó. Cậu nói tình cờ cậu nhặt được một túi bạc hả? Đúng, tôi đang giữ một túi bạc. Có thể túi bạc đó là của tôi. Cậu có thể cho tôi xin lại được không? Làm sao biết túi bạc đó là của ông? Túi bạc của ông có đặc điểm gì không? Túi bạc của tôi màu đen. Biết bao nhiêu túi bạc màu đen? Còn đặc điểm màu khác không? Ở trên túi bạc có thêu một bông hoa màu tím. À, bông màu tím à? Như vậy túi bạc này là của ông rồi. Đúng rồi ơi. Đúng rồi. Đúng là túi bạc của ông rồi. Ông đếm lại đi, không có thiếu một nén bạc nào của ông đâu. Đúng là nó rồi. Cậu thật thà tốt bụng quá. Cậu ơi, nếu mà cậu không trả lại cho tôi thì coi như tôi mất của rồi cậu ơi. Cậu tốt quá, tôi không biết lấy gì mà đền ơn cậu. Thôi bây giờ về nghe cậu. Cậu mà không trả là coi như tôi mất rồi. Thôi bây giờ vậy nghe cậu, tôi sẽ chia cho cậu phân nữa. Cậu cứ lấy đi, coi như là tôi đền ơn cậu. Ông ơi, không cần đâu ông. Số bạc này là vốn liếng của ông. Ông phải buôn bán cực khổ mới có nó. Tôi cũng là người đi buôn nên tôi hiểu tâm trạng này mà. Ông không cần phải trả cho tôi đâu. Không sao đâu mà, tôi đền ơn cho không, cậu không, mà không.
Tôi không lấy. Người tốt như cậu thật là hiếm có đó. Thôi bây giờ về. Dạ. Nhà tôi cũng gần đây. Cậu đến nhà tôi dùng bữa cơm đi. Rồi tôi sẽ nhờ thầy bắt mạch bốc thuốc cho cậu. Cậu đi với tôi đi, để tôi có cơ hội đền ơn cho cậu. Dạ, nếu mà ông đã nói như vậy rồi thì tôi đồng ý. Vậy xin mời cậu. Cậu thật là tốt mà. Người thật thà như cậu thật là hiếm có đó. Tôi may mắn lắm mới gặp được cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Đây, tới rồi. Đây, nhà của tôi đây. À, lão gia về. Nhóc ơi. Dạ. Xuống bếp tao biểu cái coi. Dạ. Tới rồi. Xin mời cậu. Vô đi cậu. Vô đây. Đã tới nhà của tôi rồi. Để tôi kêu gia nhân dẫn cậu vào phòng nghỉ ngơi. Cậu cứ tự nhiên ở đây đi. Lát nữa sẽ có thầy đến bắt mạch. Tôi xin đa tạ ông. Gia nhân nè, nói với phu nhân của ta chuẩn bị một bữa cơm để ta đãi khách quý nghe chưa. Dạ. Mời cậu vào nhà. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, ra đằng sau chặt củi đi. Tiểu Bảo. Tao mới nghe tiếng Tiểu Bảo mà. Chắc do nhớ con nên ta ám ảnh. Không được, ta phải đi tìm con ta. Cậu khỏe chưa? Sao dậy sớm vậy? Cảm ơn ông, tôi đỡ nhiều lắm rồi. Tôi xin phép được cáo từ. Tôi còn nhiều chuyện phải làm, tôi không thể ở lại đây được. Tôi biết rồi mà. Tôi biết hoàn cảnh của cậu, cho nên là không giữ chân cậu lâu. Để tôi nói gia nhân chuẩn bị hành lý cho cậu. Đa tạ ông. Tiểu Bảo. Cậu về mạnh khỏe. Có dịp thì ghé lại đây chơi nha. Xin tạ ơn và bái biệt. Không có gì. Cha. Cha. Tiểu Bảo. Trời ơi, con có sao không? Tiểu Bảo, con đi đâu vậy? Cha tìm con khắp nơi. Con có sao không? Con, tại sao con lại ở đây? Đây là con của cậu à? Đây là con của tôi. Tôi có kể ông nghe, tôi có một đứa con bị bắt cóc. Nó tên là Tiểu Bảo. Đây là con của tôi. Làm sao ông tìm được nó vậy? Chuyện là như vậy. Cách đây vài tháng, có một nhóm thương lái, họ đi ngang đi nè, rồi bán cậu bé này. Tôi thấy mặt mày nó khôi ngô nên mới bỏ ra 10 lạng bạc để mua nó đó. Không ngờ nó lại là con của cậu. Thật là một sự trùng hợp hy hữu. Tôi xin đội ơn. Hai cho con tôi đội ơn ông. Hai cho con tôi đội ơn ông. Tôi đội ơn ông. Tôi đội ơn ông nhiều lắm. Không không. Hai cho con tôi đội ơn không, ông. Không không không, không có gì. Được rồi, mọi người đứng lên. Ông ơi, ông ơi. Mọi ông người ơi, đứng lên đi. Hãy cho, đứng lên. Hãy cho tôi đưa con tôi về. Sau đó tôi tôi sẽ trả lại cho ông 10 lạng bạc tiền mà ông đã mua đó. Được rồi. Đứng dậy đi. Nghe tôi nói nè. Hai cha con gặp được nhau là vui lắm rồi. Dạ. Đây là 20 lạng bạc. Tôi biếu hai cha con cậu để làm lộ phí nha. Dạ thôi ông à, tôi không dám nhận đâu ông à. Nhận đi mà, nhận đi cho tôi vui. Dạ thôi. Cậu xứng đáng để nhận số tiền này. Cậu nhận đi cho tôi vui. Cậu đừng suy nghĩ gì khác mà ái ngại. Vậy là tôi vui rồi đó. Vậy cha con tôi xin đội ơn ông. Hẹn một ngày gần đây sẽ trở lại để đền đáp. Tôi cũng mong là một ngày gần đây được gặp lại cha con cậu. Xin bái biệt. Xin chào. Dạ con cảm ơn đi ông con. Dạ. Về với cha nghe con. Con chào ông. Lẹ đi, sao lâu quá vậy? Nhanh lên.
Ông ơi, con lỡ làm rớt tiền, không còn một đồng nào ở trong người hết á. Ông cho con nợ, rồi con sẽ quay lại trả cho ông nha. Nói vậy coi sao được chú. Tôi chở chú qua xong, bây giờ chú nói không có tiền, làm sao? Con chỉ xin nợ thôi, rồi con sẽ quay lại đây trả cho ông mà. Chú Út kìa. Không được, gia đình tôi nghèo khổ, nhờ đứa đò kiếm sống. Bây giờ chú nói không có tiền vậy, chiều nay tôi lấy cái gì nuôi gia đình tôi? Chú Minh, chú. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo. Anh hai, có chuyện gì vậy? Em. Chú này, chú kêu tôi chở qua xong, rồi tới nơi chú nói chú không có tiền. Anh hai à, em qua xong để tìm anh mấy ngày nay, tiền vét ở túi quần rất hồi nào em cũng không hay nữa, mà tiền để dành thì em cũng xài hết luôn rồi, nên em định xin nợ ông chủ đò mà ông ấy không chịu. À, tôi xin lỗi ông, do em tôi làm rơi tiền chứ không có ý làm điều sàng bậy. Bây giờ tôi xin gửi ông 10 lạng bạc. Dạ. Anh hai à, đi một chuyến đò chỉ tốn có 1 đồng thôi. Đây là số bạc của người khác cho anh, anh thấy ông ấy làm lũ nên muốn chia cho ông ấy 1 nửa. Cậu, số bạc của ông đây. Ông hãy nhận đi. Dạ, đa tạ cậu. Đa tạ cậu. Đa tạ cậu nhiều lắm. Anh hai à, làm sao mà anh tìm được Tiểu Bảo vậy? Chuyện dài dòng lắm, trên đường về anh sẽ kể cho em nghe. Dạ. Đi con. Dạ. Đa tạ cậu nhiều. Tại sao hết 5 lần 7 lượt, hết hứa rồi hẹn, cho tới giờ này ngươi vẫn chưa chịu giao dân tự điền sản cho ta là sao hả? Phú gia, dùng trà. Mọi dùng trà. Bớt nóng, bớt nóng. Phú gia, tôi đang tìm nhưng chưa có thấy. Tất cả văn tự anh hai tôi cũng cất hết rồi. Nếu có nó, tôi đã rao bán cái điền sản này, kiếm tiền trả nợ cho ông lâu rồi. Nè, ta cảnh cáo ngươi, đừng có gây khó khăn với ta. Nếu không, dạ, ta sẽ xài và nhân đến đây la làng cho tất cả mọi người đều biết ngươi thiếu nợ ta. Lúc đó thì đừng có trách. Bớt nóng, bớt nóng. Ông đừng có la làng như vậy, tôi xin ông đó. Trời ơi, trời ơi, ông làm lớn chuyện vậy á. Bà chị dâu tôi bảo biết, bà giấu hết cả văn tự đi, là tôi không có tìm được văn tự đất đai, tôi không có bán được để trả nợ cho ông đâu. Nhắc tới chị dâu của người, ta mới nhớ. Phải chị, ngươi nghe theo lời đề nghị của ta, bán chị dâu của ngươi. Một lát sẽ có một người phụ nữ mặc bộ đồ lam đi ngang qua đây để đi chùa. Tụi bay dùng bao bố trùm cổ lại, đưa về ngôi nhà gỗ ở bìa rừng cho ta. Rõ chưa? Dạ rõ. Hành động. Dạ. Dạ. Chắc là người này rồi. Ừ, mặc đồ lam kìa. Khiên đi. Sao mà làm gì vậy? Có tôi rồi. Mua ra. Mua ra. Thả tôi ra. Có ai không? Cứu tôi với. Thả tôi ra đi. Thả tôi ra. Ông là ai vậy? Thả tôi ra. Tỉnh. Ta là Phú gia đây. Thả tôi ra. Ta đã nói với nàng rồi, nhà họ Đỗ có cái gì hay ho đâu mà nàng không chịu tin. Bây giờ thằng Ba Thiện, em chồng của nàng đó, nó đã bán nàng cho ta với giá 30 lượng vàng trong đêm nay. Giờ nàng đã tin lời ta chưa? Nhưng mà nàng yên tâm đi, đã từ lâu ta đã thầm thương trộm nhớ nàng. Vì vậy ta sẽ tính chuyện lâu dài với nàng, chứ không phải chỉ là một đêm đâu. Ta khuyên nàng hãy ngoan ngoãn nghe lời ta, rồi ta sẽ ưu ái nàng. Nàng muốn gì, đừng có đụng vào tôi, ta cũng sẽ chịu. Sao? Im lặng.
là đồng ý rồi phải không? Ta muốn biết bà Thiện thiếu ông bao nhiêu tiền. Hắn nợ ta nhiều lắm, nhiều đến độ mà ta không còn nhớ hắn nợ ta bao nhiêu. Chỉ biết rằng hắn phải bán tất cả gia sản, đất đai thì mới có thể trả hết nợ cho ta được. Họ Đỗ sắp sửa trở thành trắng tay và ra khỏi nhà đó rồi. Ta không tin bà Thị làm gì mà nợ ông nhiều tiền như vậy chứ. Trước sau gì thì nàng cũng sẽ là người của ta. Ta giấu nàng chi? Thằng Ba Thiện là một cái thằng đần độn. Nó đã mang cả gia sản của dòng họ Đỗ nướng vào chiếu bạc. Và ngay cả nàng, nó còn dám bán nàng cho ta. Đi thì hắn còn chừa cái thủ đoạn nào nữa hả? Ta không tin, ta không tin mà. Ta biết thế nào nàng cũng không tin. Vì vậy ta đã mang theo giấy nợ của hắn đến đây để cho nàng thấy, để cho nàng tin. Bây giờ ta mở trói cho nàng, rồi nàng xem giấy nợ nha. Để cho nàng tin ta, rồi sau đó nàng sẽ... Ủa? Ủa? Sao lại là cô? Ôi trời. Trời đất ơi, hôm nay á biết thóc nhang cho gia đạo nữa đó hả? Sao lại là chị dâu? Thì là tôi chứ là ai mà sao chú nhìn tôi như thế ma vậy? Nè, nè chú ba, chú làm cái gì mà nhìn tôi như nhìn thấy ma vậy? Ủa, cái bộ đồ này là của vợ tôi mà. Ủa, mà sao giờ này đáng lẽ chị phải lên chùa lễ Phật chứ? À, tôi định lên chùa thì gặp thím ba. Thím nhờ tôi sắc giùm thím thang thuốc. Rồi thím lên chùa lễ Phật thay tôi. Làm sao mà có chuyện đó? Hồi nào tới giờ tôi có tay phục dược mà. Hễ ai đau bệnh nhờ tôi sắc thuốc á, là đỡ liền. Nên thím ấy mới nhờ tôi. Với lại á, là thím thấy cái áo của thím sặc sỡ quá, nên là thím muốn đổi cái áo khác. Không xong rồi. Thị Linh, Thị Linh. Thì Thị Linh lên chùa lễ Phật thay tôi. Chừng một canh giờ là thím ấy về thôi. Chết rồi. Là vợ tôi chứ không phải là chị dâu. Chết rồi, chết rồi. Căn nhà quán, căn nhà nghỉ bê rớt. Tao phải tới đó. Chú ba, nè. Cái gì mà căn nhà quán? Nè, chú ba. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Tiểu Bảo, con của tôi. Con Mình của ơi. Tôi. Mình ơi. Mình có sao không? Không, ta không sao. Con an toàn là tốt rồi. Chết rồi. Chuyện gì? Thị Linh. Thị Linh sao? Thị Linh đang gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm ở đâu? Căn nhà ngoài bìa rừng. Hả? Vậy chúng ta mới tới đó đi. Đi. Ta đã biết được âm mưu của ông, cho nên ta đã giả làm Thị Ngọc để tới đây liền một phen sống chết với ông. Tôi có làm gì cô đâu mà cô đòi sống chết với tôi là sao? Chính ông đã dụ dỗ chồng ta lao vào bài bạc. Sau đó ông đã gài cho hắn thua sạch, phải vay nợ ông. Rồi bây giờ ông siết nợ, lấy hết nhà cửa đất đai. Cô suy diễn hay lắm, nhưng mà cô có bằng chứng không? Chính vì không có bằng chứng, cho nên hôm nay tôi mới tới đây để liều mạng với ông. Nàng muốn cái gì? Tôi đã viết thư tuyệt mạng để sẵn ở nhà. Trong thư nói rõ bị ông cưỡng bức, cho nên đành quyên sinh và dặn họ phải báo quan để lấy lại danh dự cho ta. Nè, bình tĩnh. Có cái gì chúng ta có thể thương lượng với nhau mà. Nè, đưa con dao cho ta. Nhanh lên, không thôi thì bỏ dao xuống đi. Với lại ta thấy Thị Ngọc chẳng qua chỉ là chị em bạn dâu với cô mà thôi.
có bà con gì đâu mà cô phải liều mạng như vậy hả? Đưa con dao cho ta. Đưa đây cho ta. Ông đánh ra. Thị Ngọc tuy là chị em bạn dâu với ta, nhưng lại là người ơn. Tình nghĩa ta đối với Thị Ngọc còn hơn cả ruột thịt. Với lại nợ nần là do chồng ta gây ra, chồng ta lại nỡ nhẫn tâm bán đứng chị dâu của mình. Hôm nay ta phải liều mình ngăn chặn tội lỗi của chồng ta gây ra. Bình tĩnh, hãy bỏ dao xuống. Từ từ, có cái gì chúng ta có thể thương lượng với nhau mà. Không, nếu như ông được tất cả những giấy nợ kia thì ta mới buông dao xuống. Nếu mà ông không làm vậy thì ta sẽ tự có. Được rồi, Ta được rồi. Nè, bình tĩnh. Bây giờ nàng, ta đưa giấy nợ cho nàng rồi, nàng đưa con dao cho ta ha. Đưa đây. Ông tránh ra. Đưa đây cho ta đi. Đưa đây. Bình tĩnh lên nào. Em có sao không? Hai đứa mày phối hợp với nhau định lừa giấy nợ của ta. Không dễ như vậy đâu. Bà Thiện. Đứng yên. Anh Ba. Bà Thiện ơi. Cô bị sao vậy? Anh Ba. Bà Thiện ơi, tỉnh lại đi Bà Thiện. Thầy Lan nói chú ấy qua cơn nguy kịch rồi. Em đừng có lo lắng nữa. Thuốc chị sắc xong, đợi nguội rồi em cho chú ấy uống. Chị hai, chồng em gây ra đủ thứ tai họa cho gia đình mình, vậy mà anh chị vẫn lo lắng cho ảnh. Ơn này biết chừng nào em mới trả được cho anh chị. Chị phải cảm ơn em mới đúng. Ủa mà làm sao em biết chuyện của chị mà đánh tráo thay chị đi gặp ông Phú Gia? Vô tình em nghe chồng em và hắn bàn bạc. Em biết lần này chồng em gây ra tai họa rất lớn, cho nên em mới liều mình đi gặp hắn. Em đã dự tính kế hoạch là sẽ lấy lại giấy nợ, cho nên mới mạo hiểm thay chị đi tới đó. Kế hoạch của em đúng là bất ngờ đó. Nếu không lấy được giấy nợ, chắc chú Ba phải chịu cảnh tù tội vì nợ nần bài bạc. Thật ra em định xé những giấy nợ đó đi. Nếu mà ra công đường, tên Phú Gia cũng không có bằng chứng để buộc tội chồng em. Nhưng mà xui rủi, anh chạy tới, cho nên mới bị đâm một nhát chí mạng như vậy. Trong cây rủi cũng có cây may. Chú ấy đã qua cơn nguy kịch, hy vọng khi lành chú ấy sẽ thay đổi tâm tánh, chí thú mà làm ăn. Dạ. Ta đã đi báo quan, tên Phú Gia đã bị bắt và đang chờ ngày xét xử. Hắn là một tên gian xảo, cùng với đồng bọn tổ chức cờ gian bạc lận, dụ con bạc vào trồng, sau đó cho con bạc mượn tiền với giá cắt cổ. Tội nghiệp cho chú Ba quá, chỉ vì sa đà ham cờ bạc nên mới rước quả vào thân. Anh ơi. Dạ. Anh Ba. Anh Ba cứ nằm nghỉ cho khỏe đi. Anh hai, em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Em sẽ chí thú làm ăn, không hao bài bạc nữa. Chú biết nghĩ lại là anh mừng rồi. Thôi, cố gắng dưỡng sức đi. Khi khỏe lại, anh sẽ dẫn chú đi theo anh làm ăn buôn bán. Vợ chồng em cảm ơn anh chị. Anh chị hiền lành, lại trọng tình nghĩa, cho nên trời thương, giúp anh chị vượt qua được hoạn nạn. Bởi vậy người ta nói, ở hiền gặp lành, quả không sai. Umbala mũi dài, mũi dài, umbala mũi dài. Tụng tạc cái gì thôi? Đáng lẽ hôn một tiếng là phải già luôn rồi chứ. Sao kỳ vậy? Sao con còn ở đây?
quý khách đừng nôn nóng, để cơ trưởng Bình bình tĩnh giải quyết. Ủa mà ông Tám ơi, có hỏng hóc chỗ nào không? Kỳ vậy ta, hay là cuốn sách này hết linh nghiệm rồi ông Tám? Nói bậy nói bạ, nói chùa bẻo không à. Để ông bình tĩnh, ông dẫn công, ông suy nghĩ thử coi. Mà tụi con mấy cũng phải suy nghĩ theo ông chứ. Suy nghĩ tại sao vậy ta? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao? Nhức đầu quá. Cuốn sách này như một phi thuyền không gian, đưa mình vào thế giới cổ tích từng chuyến một. Mấy hiểu đâu rồi. Nếu động cơ máy móc của nó không hư, sao hư được? Cổ tích người ta có ngàn đời mà. Thì có nghĩa là nó đã đi mất. Hả? Được, có nghĩa là... Ý con là... Tàu tới rồi nghe. Đúng rồi, đã có chuyện cổ tích mới bắt đầu vô nó rồi kìa. Có phải chuyện mũi dài không luôn Tám? Đúng rồi. Nhưng mà ai đã vô đó? Ai đã vào cổ tích? Làm cho lão quá hộ đó vừa keo kiệt dạ. Vừa bóc lột sức lao động. Nó mà làm cho ổng á là nghèo mặt kiếp luôn. Dạ. Làm ơn đưa tôi về thủy phủ, tôi sắp chết rồi, cứu tôi với. Ai kêu cứu hả? Nước, cứu tôi với, thả tôi xuống nước. Ủa? Con chả biết nổi chuyện hả trời? Gì thế ghê vậy? Đây đâu phải là cá câu. Với lại đâu có ai tác địa đâu. Mà trâu nó cốn quậy nước, sao con cá nó mắc cạn đây ta? Cá ơi cá, tao thấy mày mắc cạn tội nghiệp quá à. Tao thả mày xuống nước cho mày về nhà nha. Trời ơi.
nhẩm tính á, còn một tháng nữa là mình được tự do rồi, ra cài cuốc. Giờ bây giờ mất con đâu, không biết sao đi nữa. Ân nhân, xin ân nhân đừng buồn. Cô là ai vậy? Tôi chính là con cá được ân nhân cứu sống. Con cá hả? Nhưng mà nãy tôi thả con cá xuống sông rồi mà. Tôi muốn đến đây để đền đáp công ơn của ân nhân. Tôi có một bảo vật này rất quý giá, có thể giúp được cho ân nhân. Nhưng mà tôi chỉ thả con cá xuống sông thôi mà, tôi có làm gì đâu. Ân nhân hãy đưa tay ra đi. Giờ lắm nha. Ủa, đưa cái viên gì vậy? Đây là viên ngọc như ý, cầu được ước thấy. Ngọc như ý hả? Ngọc như ý hả? Cô ơi. Ủa, đâu nữa rồi trời? Cô ơi, cô ơi, cô viên ngọc thì thiệt mà. Ngọc như ý hả ta? Cầu được ước thấy. Hay mình thử cầu coi nó làm sao. Mình đâu mất mát gì đâu. Mình mất con trâu. Hay là mình cầu có lại được con trâu đi, để cho ông bá hộ khỏi phải bắt mình ở đợ nữa. Ngọc Như Ý ơi, Tôi cầu cho tiền lại được con trâu. Tôi cầu cho tiền lại được con trâu. Cầu được ước thấy. Từ đây về sau mình không sợ ai hết. Từ nay mình sẽ là người chăn trâu giỏi nhất làng, không sợ mất trâu nữa. Ủa? Nhưng mà đuổi con trâu đi vòng vòng đây, còn kêu lại thì sao? Hay là bây giờ mình đã nói bụng, mình ước có một mâm cơm đi. Ngọc Như Ý ơi, tôi muốn có một mâm cơm thịt cá thật ngon. Trâu ơi trâu, có mâm cơm này nè, ăn ngon. Viên ngọc này hay quá. Ngon quá. Cả một đời răng trâu của mình chứ bao giờ được ăn một bữa cơm ngon như vậy. Mình có viên ngọc này, mày muốn mình sẽ ước thật nhiều. Đói bụng á thì mình sẽ ước có cơm ăn, mình sẽ ước có quần áo đẹp, mình sẽ ước có nhà cao cửa rộng. Mình giàu rồi sẽ không ở đợ nữa. Xin ân nhân thận trọng, ngọc như ý không thể dùng tùy tiện, bởi càng có nhiều người biết chừng nào thì ngọc sẽ mất linh nghiệm chừng đó. Hãy giữ gìn cẩn thận. Thần cá ơi, tôi biết rồi. Tôi chỉ ước những điều ước thật có ích và sẽ đi giúp đỡ mọi người. Cảm ơn thần cá. Ông ơi, ai kêu vậy? Bà ơi, dạ con đế nè. Ai kêu? Dạ con. Mày là đế? Dạ. Mày là thằng quỷ chân đế gì? Mày đi chăn con trâu à? Mà bao nhiêu lái buôn tới đây nó đồ mua lúa, không ai gánh lúa qua bán cho đó. Tại sao mày đi từ sáng tới giờ? Dạ. Sao vậy đâu? Sao vậy? Dạ. Cả biểu, ra đánh lên trên trà lên cho tao. Ông ơi, ông cho con nói cái đó ông. Nhanh! Không được nói mày. Ở nhà này với mình tao nói cho mày. Biết không? Ông đứa nào ông? Đứa nào? Ông nói đi con. Thằng nào? Thằng quỷ hả? Trời đất ơi. 6, 7, 8, 9, 10, ngủ mã phân thầy. Hey, mày ơi, 6, 7, 8, 9, 10 ở đâu á? Sao mày đèn luôn đó tao? Dạ, đánh lên cho tao. Đúng rồi. Dạ. Bà ơi, hôm nay bà cho phép con đừng có quýnh nó được không bà? Sao vậy? Dạ, mấy bữa nay nó vẫn đi ăn sáng hoài luôn à. Trời, nó hối lộ mày hả?
Mày bị khùng hả mày? Nó cho mày ăn sáng, nhà này không cho mày ăn sáng à? Đánh nó cho tao. Dạ. Trời ơi. 6-7 đứng hơn. Trời ơi. Hai thằng này nó sợ, thằng này nó không đánh. Để tôi. Nhỏ mày luôn. Sao hả mày? Vì chết cha mày chết ta. Ông đứng hơn. Mày làm gì vậy? Sao vậy? Ông có thương hay không? Ông tự tôi quá. Bà đứng hơn. Làm gì á? Cái thứ mày là thứ. Cửa đi ông, cửa đi. Mày hả? Ông không nói chuyện được. Trời ơi, sao chuyện với ông ngáp ông như chó vậy? Ông cửa đi, ông cửa đi. Bà bị khang tiếng. Trời ơi, ông ơi bà ơi. Con cảm ơn ông bà đã nuôi nấng con từ nhỏ đến lớn và đối xử con rất là tử tế giống như là người nhà. Thường xuyên đánh đập con và cho con ăn cơm thừa cá cặn. Nhưng mà hôm nay á, con muốn đến đây để con chuộc thân của con. Ủa sao ông bà không nói gì vậy? Quên. Ông nói chuyện được, bà nói chuyện được. Nó được rồi. Con chuột thân kìa. Dạ. Nó đòi chuột thân lắm kìa. Dạ. Chuột thân thì phải nhiều tiền lắm nha mày. Dạ, con có tiền mà. Tính lên cho nó, tính lên cho nó. Để tôi tính nghe. Dạ. Tính đi. Cái này 2 năm. Dạ. Mày mượn tao nửa quán tiền. Dạ. Rồi cộng tiền lời tới bây giờ. Rồi mà mỗi tháng tao trả tiền lương mày tao trừ lại ha. Dạ. Rồi tiền ăn cơm ngày 3 bữa, 8 ngày 2-3 lần đó. Dạ. Tính luôn, tao từ thiện á. Mày thiếu tao 9 quan. Thôi ơi, nhầm rồi. Sao nhầm? Sao vậy? Bà có bị khùng không? Sao mà tính luôn có 9 quan à? Nó đi trong nhà của mình, gạch của mình mà nứt nở hé rồi này kia. Bà phải tính vô luôn mòn, tao mòn rồi đó. Nằm chiếu tao thay mấy cái chiếu á mày. Thì tao tính là từ thiện với mày 10 quan. Ê, khoan. Dạ, sao? Bà ngu cái gì? Sao mà tính có 10 quan à? Nhân lên cho 3-4 cho luôn. Thì làm sao nó có tiền? Bà hay tôi quá. Tôi thiệt nó mà có tả đủ hả? Tôi sủa như chó trong coi. Bà hay quá. Trời ơi. 10 quan mày. Dạ 10 quan ạ. Trả đi. 10 quan. Đây, 10 quan tiền của ông đây. Trời ơi. Đó, bà cãi tôi bà sủa đi. Vậy con thưa ông bà con đi về nha. Mày phải cho tụi tao giúp giúp đồ chứ. Dạ. Dạ con quên. Cả nhà đi đứng bình thường. Trời ơi. Mày không hả? Cười gì? Cái tội của bà đó, tôi chưa năm lên, giờ còn có 10 quan nó đi rồi. Trời ơi, nó có rồi, tao có tiền nó có nhiều quá. Thiệt. Ôi, đất ơi, hẹo quá ta. Ê, bà thấy nó ngộ không? Ngộ chứ. Trời ơi, nó như thần vậy đó. Nãy nó bị miệng, Nghiêm. Cái ông Nghiêm. Cái biểu bình thường, cái đồ bình thường, nó lạ quá. Ba mẹ có thấy nó lạ không? Lạ sao không lạ? Lạ quá. Thằng này nó ngộ, tại sao nó có tiền? Bởi vậy? Nếu mình muốn biết nó có tiền, phải cho người theo dõi nó, tới nhà nó, rình mò nó. Muốn làm điều đó là phải cô gái đẹp, anh hùng mà, làm sao thoát qua ải mỹ nhân. Không phải bà đâu bà nội. Đây nè. Nhiệm vụ này giao cho con hay con gái? Ba mẹ cứ để con. Thiệt là không ngờ mình có viên ngọc như ý này, mình trả được hết nợ nần nè, không còn làm công nữa. Nó đang cười, nó đang cười. Nó cười khúc khích. Mình thật là ngu quá đi à. Chưa có suy nghĩ được cái gì nên đầu nên đũa hết. Sao kỳ gì vậy? Sao? Hồi nãy nó cười. Nó cười đã xong rồi nó thở dài. Nó thở dài xong rồi nó ngu. Nó ngu xong rồi nó ướt cái gì đó. Rồi xong rồi nó suy nghĩ. Nó có bị khùng không? Anh nghĩ sao nó bị khùng? Theo như em nghiên cứu mà sách xưa đó. Sao? Người ta gọi cái hiện tượng này là hiện tượng bị ma nhập. Vậy? Ừ. Trời ơi. Tại vì chỉ có hiện tượng bị ma nhập mới tưởng tượng mình có những viên ngọc như ý. Trên đời anh nghĩ làm sao có viên ngọc như ý mà ước gì được ra đúng không? Ông bá hộ kêu mình theo dõi. Tại ông đa nghi thôi. Chứ nãy giờ mình đâu thấy có cái gì đâu. Em nói cho anh nghe. Ông bá hộ kêu mình theo là tại vì ông bá hộ cũng biết nó bị ma nhập. Cho nên ông bá hộ mới kêu mình theo dõi nó. Ồ ghê quá. Bảo mày ngộ đây ngộ bị ma nhập luôn á.
thôi là mình trốn. Anh bị khùng á, giờ bước ra nó quýnh chạy không kịp luôn á. Bây giờ mình ở đây chút xíu đi, rồi đợi nó đi xong rồi mình về mình nói với má hộ. Ừ. Vậy là mình đã suy nghĩ ra được điều ước rồi. Mình ước cho mình có một căn nhà thật là giàu có, thật là lớn, giống như ông bá hộ, để mình có thật là nhiều tiền để mình giúp bà con. Ngọc Như Ý ơi, Ngọc Như Ý, tôi ước cho tôi có một căn nhà thật là to, có vài nhân, ước có thật là nhiều tiền. Sao giờ nhà này cũng bự như muốn hộ nữa. Trời, ba thiệt rồi. Trời ơi, trời ơi. Thôi là đảo quá. Vậy là ước mơ của mình đã trở thành sự thật. À, mình vào rồi. Trời ơi, ông bà ơi, một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt mà con chứng kiến từ hồi xưa đến giờ. Bưng một cái. Gì? Trời ơi, một tiếng sét nổ ngang tai. Rồi sao? Từ một căn nhà tranh biến thành nguyên một căn nhà ngói. Nó đẹp lồng lộng luôn. Đẹp hơn nhà của ông bà luôn. Xạo mày, làm sao nhà nó đẹp bằng nhà tao? Thằng này nó nói xạo. Cái sự việc nó kinh khủng như vậy mà nó nói là hả? Kỳ thú. Hay không? Cái gì nữa? Cái gì nữa hả? Nó lầm bầm vào trong miệng đó. Cái phúng, phúng, phúng. Cái thằng đê, từ một thằng chăn trâu biến thành một thằng công tử khôi ngô tuấn tú như con vậy nè. Mày nghĩ sao vậy? Thôi. Hai tụi mày ra ngoài đi. Tụi vô dụng. Nghe cô hai mày nói chưa? Đi! Ra ngoài! Dậy! Bụm! Nói nghe nè, con có nghe tụi gia nhân nó nói gì không? Có. Quan đường không? Lạ lắm. Con nghe tụi nó nói á, tự nhiên từ một ngôi nhà cũ, cái biến thành một ngôi nhà thật là to luôn. Cái gì? Ông, nhớ không? Nhớ gì? Hồi hôm qua, khi mà nó vô nhà mình đó, nó đi ăn trong mà nó chuột mình nữa đó. Đúng. Tôi biểu ông kia thằng sáu thằng bảy quýnh nó nhớ không? Cái nó lè bè cái tự nhiên cái miệng ông ấy giống như chó ngáp vậy đó. Tôi tức quá tôi nhào xuống tôi không tính quýnh nó. Cái nó mình đi như sao cái mình tôi cũng ngáp như là cá mà bắt lên bờ không khí gì đó. Mà cái hồi cái nó về cái ông nói nó đó, cái nó làm cho mình được bình thường, nó có phép thuật. Đúng, chính xác. Cái câu chuyện này nó lạ lắm. Lạ sao vậy? Nhưng tôi tức thiệt. Nhà của nó bự hơn nhà mình luôn. Nhà chứ bự hơn nhà mình là tao ghét rồi. Mình phải theo dõi nó, điều tra nó. Ai? Ai? Chỉ có con gái mình. Cái tên này nó ngốc lắm. Con sẽ dụ cho nó khai ra hết mọi chuyện. Chính xác. Cha mẹ cứ để con. Nói nghe nè, kế hoạch sao? Nói nghe. Nói con. Đúng là con gái mình. Vậy là bây giờ mình đã có tất cả rồi. Nhà, cửa, vàng bạc. Bây giờ mình còn thiếu cái gì ta? Bạn bè mình, cỡ tuổi mình đó, có vợ con đề quề. Bây giờ mình còn thiếu một người vợ chăm sóc cho mình, nâng khăn sửa túi. Hay mình ước có một cô vợ thật đẹp. Ngọc ơi. Tèm tết tèm. À ơi. Tèm tết tèm. Sao Linh ghê vậy ta? Công nhận viên Ngọc hay quá. Quay quen vậy? À, cô hai nhận bá hộ. Cô hai. Cô hai phải không? Ê mày. Ủa? Đê đây. Anh ước có một cô vợ đúng không? Đúng rồi đó.
Thì anh khỏi cần ước, có em đây rồi nè. Tại vì tôi yêu Đê lâu rồi mà tôi không có dám nói. Cô yêu Đê hả? Đúng rồi, tôi để ý Đê từ lâu lắm rồi đó. Để ý Đê? Hèn chi. Thấy gặp Đê chửi Đê hoài luôn á. Đâu có, chửi là yêu đó. Chửi là yêu. Với lại tôi yêu Đê á là tại vì khuôn mặt Đê đẹp trai nè. Hơi ngô túng túng nè. Phải không? Sao bữa nói tôi ngu như bò, xấu như heo đâu mà có. Yêu mới nói như vậy đó. Yêu hả? À quên nữa, tôi á cũng tới tuổi lấy chồng rồi mà ba mẹ của tôi á định gả tôi cho một người khác. Thôi đừng nha. Nhưng mà thôi, tôi chỉ yêu Đê thôi à. Đê có đồng ý lấy tôi làm vợ không? Đồng ý. Anh không uống nổi nữa rồi. Anh không uống nổi nữa. Mình đang vui mà, chàng uống nữa đi. Ly nữa nha. Thôi mà, yêu em uống nữa đi. Vợ ơi vợ, anh xỉn quá rồi. Tôi vợ chồng mình vô ngủ nha. Thôi, em buồn lắm. Sao? Lấy được chàng á là cái niềm vui của em rồi. Nhưng mà niềm vui nó không có được trọn vẹn. Sao vậy? Sao không được trọn vẹn? Chồng á thì không có gì hết á. Nhưng mà vợ nghe người ta nói kỳ lắm. Người ta nói thì sao? Người ta nói cái gì? Họ nói nói gì? Nhưng mà chàng không có được giận đó nha. Không, trời ơi, vợ yêu vợ quý của Đê mà giận cái gì. Họ nói á, nói gì? Em dù gì cũng là con gái của Phú Hộ ha. Rồi tự nhiên đi hạ mình ưng một cái thằng mà chăn trâu chăn bò. Tuy là hả, bây giờ có nhà cửa đề huề như vậy nè. Rồi không biết nó có được mãi mãi không. Thì tại vì ngày xưa anh chăn trâu chăn bò, rồi cái tự nhiên anh giàu lên. Nhỏ không tin đúng rồi. Nhưng mà anh nói vợ biết nha. Chẳng những anh giàu mãi mãi mà anh còn cầu gì ước nấy. Em đây em còn không tin nữa thì sao họ tin được. Sao? Tại vì họ không biết thôi. Anh có một cái duyên. Không có gì. Không lẽ chàng không tin vợ sao? Anh tin, nhưng mà cái duyên này của anh thôi mình đi ngủ đi vợ đi. Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng rồi. Anh biết. Thì chàng nói cho vợ nghe đi. Thôi dù gì thì vợ chồng mình cũng đã là một rồi. Đúng rồi. Thì anh sẽ cho vợ coi một cái duyên này. Nhanh lên đi chồng. Cái duyên này là cái duyên mà anh lúc nào cũng đem bên người. Mày khó lấy quá. Đây là duyên ngọc thần của cá thần tặng cho anh. Lúc mà anh cứu con cá thần tặng cho anh một viên ngọc này, cầu được ước thấy. Em chỉ cần cầu cái gì là ra cái đó, ước cái gì là hiện ra mặt liền. Đây viên ngọc thần của anh. Anh ước cái gì là có đó. Anh ước nhà có nhà, ước cửa có cửa, ước vợ có vợ, ước vàng có vàng. Ước gì được đó. Chồng ơi. Chồng ơi đang ngủ. Viên ngọc ước đây sao? Xui cho cưng á là không có được hưởng phước. Mèo lại hoàng mèo cưng à. Ngọc ước
xin hãy cho ta về với cha mẹ của ta và trả thằng khốn này về ngôi nhà cũ của nó. Sao mình ở căn nhà này? Ủa, Duy Ngọc chết rồi. Duy Ngọc đâu? Duy Ngọc đâu? Vợ ơi, vợ, vợ chết rồi. Ba mẹ mày vợ con chồng mà cho sao vậy? Sao mày tao đánh nó chết cha nó cho tao rồi đè xuống tao. Khoan để đó, trước khi đánh nó để chửi nó cho nó nghe. Ông chửi đi. Mày tưởng mày đẹp trai hả mày? Sao mày không đẹp trai đâu con, gái nào biết nó đẹp cỡ nào đi gả cho mày hả? Còn lâu bà chưa hiệp hai để tôi mày nghĩ sao vậy? Mày còn cái trai gì không hả? Mày nghĩ sao vậy hả? Mày nghĩ sao mà đòi lấy con gái tao hả? Mày là cái thứ khố rách áo ôm như ăn mài vậy đó. Mày còn tài sản không hả? Mày còn cửa nhà không hả? Mày còn người hầu không? Tôi nói mày hay, tôi mời có tăng ba ông đi. Trời ơi, mày tưởng nó mày ngon hả? Mày tưởng mày đẹp trai hả? Mày biết gái tao đẹp cỡ nào không? Gái cho mày hả mày? Gái cho mệt chưa? Tôi mệt quá. Thôi đi vô đi, quýnh nó cho tao. Bây giờ không gả con gái con người tôi đây nào, bày mưu cướp ngọc cho con. Ây à thần cá ơi thần cá, tôi đã làm mất viên ngọc rồi, tất cả lỗi là do tôi quá tin người. Bây giờ làm sao tôi có thể lấy lại được viên ngọc hả thần cá? Thần cá ơi giúp tôi nha thần cá. Thần cá ơi. Hả? Thần cá giúp tôi đi thần cá, tôi làm mất viên ngọc rồi thần cá. Thôi ân nhân đừng buồn, ta sẽ chỉ cách cho ân nhân lấy lại được ngọc. Thiệt hả? Tôi phải làm cách nào? Hai bông hoa này là sao thần cá? Ân nhân hãy hái đem về đi, nhành bông trắng cài trước cửa nhà phú hộ, khi nào xảy ra chuyện thì hãy đem bông đỏ đến giải trừ cho họ, khi đó sẽ tìm lại được ngọc. Vậy hả thần cá? Cảm ơn thần cá nhiều. Cảm ơn thần cá. Bông hoa trắng là cắm trước cửa nhà ông phú hộ, khi nào có chuyện thì đem bông hoa đỏ tới giải trừ. Thì ra mùi thơm phát ra là từ đây. Con gái ơi, con sức cái dầu thơm gì mà thơm dữ vậy con gái hả? Ông ơi trời ơi, vậy cả gia đình mày hửi giống như đánh hơi chó vậy. Cả gia đình mình cũng hửi. Lấy gì ngọc ướt. Gì 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 g
trời ơi, bộ ông bà bị sao vậy? Đừng có la, đừng có la. Lấy Ngọc, lấy Ngọc. Không, ông bà dạy con, ông bà dạy con, ông bà dạy con. Đâu? Ngọc đi, con Ngọc đi. Ngọc đi, đây, đưa con, đưa con. Đưa lỗ mũi con cắt nha. Mày điên hả? Mày điên hả? Con cắt. Hey. Mày đi ra, mày đi ra. Mày không bỏ con cắt ta. Để chờ ước, chờ ước. Dạy cho tôi một điều ước cho gia đình tôi lỗ mũi trở lại y cũ bình thường. Bình thường, bình thường. Bình thường. Nó dài hơn chị ông ơi. Trời ơi, chết rồi. Ủa, mũi của bà bị gì vậy? Em biết cái mũi của... Sao nó biết vậy? Gia đình mình bị cái mũi này mà nó tính nó cười chọc quê. Thì ra chính mày đã hại gia đình tao phải không? Phải không mày? Thôi con qua đây con giúp đỡ ông bà thôi. Nếu mà không thôi con đi về. Mà biết cách trị thiệt không? Vậy bây giờ á, ông trả lại con viên ngọc đi. Rồi con làm mũi của ông với bà với cô hai lại bình thường cho. Tại viên ngọc giờ cũng không có giá trị. Mình nói không có làm cái mũi mình bình thường. Trả thì nó đi, trả đưa nó đi ba. Đưa nó đi. Con đưa nó. Mày phải trị cho tao nghe. Tiền cho cháu mút con. Trị cho tao nghe. Nè, cái bông đỏ này ông bà với lại cô hai ngửi vô đi là sẽ bình thường à. Xúm vô ngửi lại đi. Bình thường ơi. Nhưng mà mất viên ngọc. Ủa ông ơi, ông tiến cái gì? Có viên ngọc có lỗ mũi dài cũng không có biết phép được. Kệ nó đi. Mũi đã dài rồi còn tham nữa. Thần cá ơi. Thần cá ơi, thần cá. Ân nhân cần gì? Thần cá ơi, cho tôi xin trả viên ngọc này lại cho thần cá. Tôi muốn thần cá đưa viên ngọc này cho người nào có điều ước thật chính đáng. Tôi nghĩ không có viên ngọc này tôi cũng có thể sống vui vẻ được. Cảm ơn thần cá nhiều. Của tôi là vậy đó. Qua vợ 8 năm nay rồi mà chưa muốn đi thêm bước nữa. Cha con tôi cứ thui thủi làm ăn sống với nhau. Gặp được em đây chắc là do duyên số. Ông anh giỏi thiệt đó. Nhìn cơ ngơi của ông anh vậy, ai lại nghĩ là ông anh lại thiếu bóng dáng bàn tay của người phụ nữ chăm sóc chứ. Thiệt ra là do tôi thương con mình. Em cũng biết rồi đó. Mẹ ghẻ con chồng, xưa nay người ta đều lời ra tiếng vào, khổ lắm. Ai sao em không biết. Nhưng với em là tuyệt đối không có chuyện đó. Con chồng cũng như con mình, con nó đã thiếu tình thương của người mẹ thì mình cần phải yêu thương con nhiều hơn để bù đắp cho nó. Anh không tin em sao? Anh đưa em về nhà đây là ta tin tưởng em rồi. À, thằng Hiếu con anh nó về kìa. Dạ, thưa cha con mới về. Ừ. Dạ, em chào chị. Cái gì mà chị? Con chào dì đi con. Dì hả cha? Ừ. Cha, con có dì hồi nào vậy? Dì là dì ba đó con. Cha đã quyết định cưới cô Xuyến về làm vợ. Từ nay con sẽ có dì. Dì là kế mẫu thì cũng như là mẹ ruột của con vậy. Từ nay mẹ Xuyến sẽ chăm sóc cho cha con mình đó con. Dạ thưa cha, con bất ngờ quá nên con... Dì biết, nhưng mà dì nghĩ là từ từ con sẽ quen thôi. Tội nghiệp con trai, 8 năm rồi không có tình thương của người mẹ, chắc là con thiệt thòi lắm đúng không? Nhưng mà con yên tâm đi, từ đây mẹ sẽ chăm sóc lo lắng cho con.
Từ nay gia đình mình sẽ ấm cúng vui vẻ hơn, phải vậy không con? Dạ. Nghĩ sao mà đi liền tù tì một hơi 3 tháng vậy? Anh có biết là mẹ con em trông chờ anh từng ngày từng giờ không? Anh biết. Chuyến đi liền đường dài lần này nhất định sẽ có lãi to. Chuyện đó anh sẽ bù đắp cho mẹ con em. Em đừng buồn nghe. Em nói thì em nói vậy thôi, chứ em biết đàn ông là phải ra ngoài bươn chải, còn phụ nữ như em phải an phận thủ thường, thờ chồng chăm con. Cho nên anh cứ yên tâm mà lên đường đi, mọi chuyện đã có em quán xuyến rồi. Em đâu phải, nhưng mà chuyến đi lần này anh như có linh cảm là có điều gì không hay đó em à. Anh lại khéo lo nữa rồi. Mọi chuyện trong nhà thì có ông Năm phụ em. Còn Hiếu con nó lớn rồi, mà con nó lại ngoan nữa. Em chỉ cần nhắc nhở con học hành đàng hoàng là được rồi. Anh yên tâm lên đường nghe. Em nói phải. Thôi thì anh phó thác việc nhà cửa và con cái cho em. Anh đi nghe. Đi cẩn thận nghe anh. Anh cứ yên tâm mà lên đường nhé. Chắc chắn em sẽ lo cho con trai anh trước. Dì ơi, mình đóng chuồng bò hả dì? Nuôi bò giết thịt lợi lắm đó con. Dì ơi, giết thịt tội nó lắm, hay là mình để nó kéo cổ đi dì? Nhưng mà dì cột bò đâu, sao sáng giờ con không thấy? Con yên tâm đi, cứ đóng chuồng đi, khi nào đóng xong rồi ắt sẽ có bò. Dì nói ngộ ghê ha, khi nào đóng chuồng xong ắt sẽ có bò. Ủa, không lẽ là bò nó từ dưới đất nó chung lên sao vậy? Câu này nghe có lý nhỉ. Rồi từ từ con sẽ thấy. Xong chưa con? Dạ xong rồi gì? Khát nước không? Dạ khát. Nè, con uống nước đi rồi làm tiếp. Dạ con cảm ơn gì. Uống nữa không nè? Dạ, dì cho con chén nữa. Dì ơi, sao con thấy ngứa quá vậy? Ngứa hả con? Dạ. Con yên tâm đi, một lát nữa là hết ngứa à. Dì ơi, dì ơi, con Sao hả con? Làm bò đâu có tệ. Ngoài này mát mẻ nè. Hay là để kêu ông Năm đem một ít cỏ vô đây cho con nhai đỡ buồn nghe. Ngoan đi, đừng có la rống lên nhiều quá, ồn ào á, bà gông cổ lại đó.
cha. Cha đang lo nghĩ chuyện gì hả cha? Không có chuyện gì đâu con. Có mà. Mấy tháng nay con thấy cha như người mất hồn vậy á. Nó nhìn đâu đâu không mà, hỏi gì thì cũng không nhớ. Mà đặc biệt á, người cha mấy ngày hôm nay có lau ra không à? Con gái, chuyện người lớn nói làm cho con thấy bàng hoàng lo lắng thêm thôi, chứ không có giúp ích gì được hết. Sao cha lại nói như vậy? Con lớn rồi mà, nhà có hai cha con à. Nhìn cha tiều tụy như vậy á, con xót lắm. Con à, đúng là trên đời này không ai hiểu cha hơn con. Thôi, để cha kể cho con nghe một chuyện. Trời đất ơi, chuyện này là sự thật sao cha? Hai ngày lâu nay á, con gặp cậu Hiếu, con có tưởng là cậu Hiếu theo ông Bách đi làm ăn xa lắm. Tội nghiệp cậu quá à. Đó là sự thật, chính mắt cha thấy đó. Trời đất ơi, thì ra cái mẫu của cậu Hiếu là loại yêu quái. Ghê sợ quá, bây giờ mình phải làm sao hả cha? Cha nghĩ chưa ra con ơi. Mình như con sâu cái kiến, lỡ mà hé lộ ra đó, con mù đâu mà biến mình thành con chó con mèo thì khổ lắm. Nhưng mà không thể nào mà khoanh tay đứng nhìn cậu Hiếu đại đọa vậy cha ơi. Đó đó là điều mà cha đau xót khổm rài, mà cha nghi lắm. Con mụ này không có để yên cho con bò đâu. À mà không, không có để yên cho cậu Hiếu đâu. Chết rồi. Thôi đúng rồi, cha hiểu rồi. Đồ yêu tinh rắn độc muốn mượn tay cha giết con đây mà. Là sao cha? Con sợ quá à. Con hãy vét hết lực lượng đi mua một con bò khác cho cha. Chúng ta đánh cháu cậu Hiếu đem về nuôi, rồi mình tính sao. Cha e là mụ này muốn hạ sát con bò ấy mà không, hạ sát cậu Hiếu đó. Dạ, con hiểu rồi, con sẽ đi ngay. Đi nè con, nhanh lên. Trời ơi, vất vả cho mình quá à. Đi gì á mà lâu quá trời luôn à. Anh cũng nhớ nhà lắm chứ em. Nhờ trời mà chuyến hàng này anh được lãi to, gần 100 lạng vàng. Thiệt hả mình? Ừ. Vậy mình có mua quà cho em không? Có, đây nè. Đây, quà của em đây. Anh mua tận bên Sim lần đó. Trời ơi, đẹp quá vậy nè. Đẹp không? Em thích lắm, cảm ơn mình rồi, nha. Em thích là được rồi, em vui rồi. Anh có mua quà cho thằng Hiếu nữa. Ủa mà thằng Hiếu đâu rồi hả em? Sao thấy cha nó về mà nó không ra mừng gì cả. Hiếu ơi, Hiếu à, Hiếu. Ôi, mình đừng có nhắc tới con nữa. Ủa sao vậy em, có chuyện gì hả? Ai đời thở đâu á, không biết con anh đi nghe lời ai xúi dạy. Rồi cái nó về đây nè, nó nói em, nó chửi em. Nó nói rằng là em giành hết của cải của anh. Rồi nó bắt em phải đưa tài sản của anh cho nó. Mà anh cũng biết rồi đó, em đời thở nào có giữ cái gì của anh đâu. Cái thằng này, bữa nay sao nó trở trứng như vậy nữa. Rồi sao nữa hả em? Thì đương nhiên em nói là không có chứ sao. Mà nó đâu có tin em đâu. Nó chửi em, rồi nó còn đòi đánh em nữa. Trời ơi, thật là quá đáng mà. Hiếu đâu rồi, ra tao biểu coi. Bữa nay tao mà không dạy được mày á thì mày đừng có kêu tao bằng cha nữa. Thôi đừng buồn nữa em,
Em á, em cũng nói với con vậy đó. Em nói là thôi cứ từ từ đi, chờ ba con về á, rồi ba con nói chuyện với con. Nhưng mà nó đâu có tin em, nó đâu có chịu nghe em đâu. Xong rồi tự dưng cái nó bỏ đi đâu mất tiêu luôn á. Bỏ đi? Đi rồi mà đi đâu? Em có biết nó đi đâu đâu. Nhưng mà em nghĩ á, chắc là con sợ anh, cho nên là con muốn tránh mặt anh ít hôn. Rồi con nó đi rồi nó về liền à. Thiệt đó. Còn với cái mà. Thôi mà mình đừng có tức giận nữa. Con nó còn nhỏ, nó không có hiểu chuyện mà. Ngày kia là giỗ lần thứ 9 của má thằng Hiếu. Không biết nó có nhớ mà về không nữa. Anh đừng có lo, rồi con nó sẽ về xin lỗi mình thôi mà. Thiệt tình, anh cũng không hiểu nổi. Thằng Hiếu hồi nào tới giờ nó ngoan lắm, nó rất thương anh. Hai cha con rất hợp ý với nhau. Em nhớ ngày giỗ mà, em đã sắp xếp công việc đâu ra đó hết rồi. Em tính làm mấy con heo? Lần này mình làm bò đi anh. Làm bò? Ừ, vừa ngon lại tiện nữa. Bò thì phải qua làng bên Bắc, lít kích lắm. Đâu có đâu, em nuôi hổm vợ, anh không thấy hả? Anh không chú ý có cái chuồng bò ở đằng sau sân nhà sao của mình hả? Ủa, tiếng bò nhà mình đó em? Ừ. Sao nghe lạ quá vậy? Lạ là sao anh? Tiếng kêu của con bò này sao mà nghe oan ức quá, như là nó biết trước là nó sắp bị mổ thịt hay gì đó. Anh khéo tưởng tượng quá ha. Thôi ngủ đi anh, ngày mai á em kêu ông Năm làm bò nghe. Ngủ đi. Cái gì mà gấp dữ vậy bà? Ông Năm ơi! Ông Năm! Ông Năm! Dạ! Có tôi. Đội trong sáng nay, ông phải xẻ thịt con bò này cho tôi. Có việc gì cả hả, bận cũng phải gác lại hết, nghe chưa? Đem cái búa tạ ra! Dạ! Đập cái đầu nó đi! Dạ, tôi... Tôi cái gì? Tôi bị... Ông bị cái gì? Tôi... Hả? Tôi bị... Mắc cái gì cũng bỏ hết cho tôi. Lấy cái búa tạ ra đập cái đầu nó đi. Tôi nói là Nè, ông sao vậy? Sao mắt ông giật như là bị trúng phong vậy? Dạ, tôi chắc bị phong. Bà chủ, bà cho tôi chạy đi hút thuốc rồi tôi về liền thôi bà chủ. Có phải bị trúng phong không đó? Dạ. Thôi được rồi, để cho ổng đi hút thuốc thì ổng về chứ gì. Có gì đâu mà gấp vậy. Đi bà. Nè, làm cái gì cũng phải nhanh lên nha. Nội trong tháng này phải giết nó cho tôi nha. Không á là tôi đuổi đầu ông đi luôn á. Đi gì à? Rồi. Chào qua đây, nhanh lên nha. Cậu chủ à, tôi biết là cậu bị con đàn bà yêu tinh rồi. Như vậy. Tôi thân con với cô, nhưng tôi quyết tìm cao nhân để trị nó, để trả lại đất. Cậu đừng lo nha. Tao à,
con dẫn cậu chủ về nhà mình liền đi. Nhanh lên con. Dạ, dạ. Cậu Phong muốn về á. Thôi, anh Hiếu nè, anh có nhận ra em không? Em Đào nè. Về nhà đi rồi mình tâm sự sao con? Ông chủ, xin ông hãy tin tôi. Những gì mà tôi vừa kể với ông đó là sự thật. Chính mắt tôi chứng kiến đó ông chủ. Ông biểu tôi tin vào câu chuyện quan đường đó hả? Bò là bò, người là người chứ. Vợ tôi hiền lành như vậy mà ông dám đặt điều ác đức. Đúng là nuôi ông tay áo mà. Ông chủ, mấy mươi năm tôi ở với ông, tôi không có xin từ túi gì hết á. Tôi xin mong ông kiếm người cứu cậu chủ ngay đi. Ý ông nói á, con bò bị mổ hồi sáng á là cậu Hiếu hả? Vậy thì còn cứu chữa gì nữa? Cứu dạ gì? Không, tôi đã kịp tráo bò rồi. Tôi đưa cậu chủ về nhà tôi an toàn rồi. Ông Năm, tôi biết ông trung thành, nhưng trong chuyện này á, tôi thấy đầu óc ông á như là loãng trí hay gì đó. Thôi, ông về nhà nghỉ thơm rồi qua làm tiếp. Ông đừng có lại nhảy bò trước mặt tôi nữa. Ông chủ, ông chủ. Cô Hiếu nè, mấy hôm nay cậu đi học ngay qua đây làm nhớ Hiếu lắm. Tụi bạn hay giúp Đào, mọi khi thì có cậu hay binh vực Đào. Bây giờ không có cậu á, chả biết nhờ ai đây. Ngoan á, đừng có la lối to lên nha. Con một vụ thủy á, nó mà nghe được là mệt đó. Cậu nghe Đào nói đúng không? Cậu hiểu hết đúng không? Nay mai á, cậu sẽ trở lại người bình thường thôi mà. Ông trời có mắt lắm á. Không có. Cậu chủ, đừng lo. Cha, cha đã thuyết phục được ông chủ chưa hả cha? Ông chủ có tin là cậu ấy bị hại không hả cha? Chắc cha phải lên đường để tìm thầy Pháp về để trị con hổ yêu tinh này, để cứu cậu chủ. Không còn cách nào khác nào con ơi. Cha, liệu có ai làm được không hả cha? Có chứ con, đã có tà ma thì phải có tiên thắng để trị chúng chứ. Cha sẽ lên đường ngay, bằng mọi giá con phải bảo vệ cậu chủ nha. Dạ, thôi cha đi đi, con sẽ cố gắng hết sức. Ừ, cha đi. Dạ. Con Hiếu nè, con phải cố gắng lên nghe. Cậu Hiếu à, cha tôi đã đi tìm cao nhân để trị tội với mụ yêu tinh đó đó, để mà cứu cậu thoát khỏi lời nguyền ác độc. Tôi tin á là cha tôi sẽ quay về sớm thôi. Rồi đừng có nản nha cậu. Dạ thưa thầy, có phải này thầy là pháp sư không à? Đúng vậy. Nhưng mà ta nhìn nhà ngươi, ta thấy người làm như là nhà ngươi có quẩn khúc gì phải không? Dạ, dạ, nhờ thầy ra tay mà cứu người. Ta đang trên đường hành đạo rất là cấp bách. Có một con rắn tu luyện thành tinh đang lãng vãng đâu đây nè. Nhưng mà nhà ngươi nói thôi, nhà ngươi có nỗi oan ức gì?
nguy rồi. Chính là con xà tinh đó nó ra tay. Nhà ngươi mau đưa ta đến chỗ cái chàng trai ngoe bò đó, kẻo không kịp. Lẹ lên, vô đây. Mấy người làm gì vậy? Giết con bò này cho ta. Bà ơi, bà, con xin bà, đừng có giết cổ Hiếu mà. Nhanh ra. Bà ơi, con xin bà. Giết đi. Mình à, tha cho con bò này đi mình. Ông có đứng yên cho tôi. Bà ơi, bà, con xin bà mà đừng có giết cổ mà. Tao nói mày giang ra. Bắt con chân cho gì nữa, giết con bò cho tao. Dừng lại. Ông Năm, ông làm gì ở đây? Cha, bà ta định giết cổ Hiếu quá cha. Đây là pháp sư, yêu tinh. Yêu tinh gì ở đây? Mấy người đi chỗ khác chơi đi, giết nó cho tao. Con yêu tinh đáng độc kia, mi có chạy đằng trời cũng không thoát ra. Mau giải lời nguyện cho chàng trai này ngay. Yêu tinh gì ở đây? Bà lấp bà sạp, giết nó. Mau hiện hình. Hiếu ơi, cha đã hại con rồi. Trời ơi là trời, không lẽ suốt đời con tôi phải sống trong cái lốc bò này vậy hay sao nè? Con ơi là con. Ông chủ, ông phải bình tĩnh. Pháp sư này cao tay ấn, trị được rắn độc, nhưng mà không giải được lời nguyền. Mà mình còn cách mà ông chủ. Có cách gì? Ông nói tôi nghe coi. Dù có lên non hay xuống vực sâu mà tìm được thần tiên cứu giúp, tôi cũng đi ngay. Con ơi là con ơi. Dạ thưa ông, con là phận nữ nhi, nói ra thì xấu hổ, nhưng mà vì cậu Hiếu á, con sẽ không ngại đâu. Có điều gì con cứ nói đi, đừng có ngại. Dạ thưa ông, con nghe vị pháp sư nói á, là muốn giải lời nguyền người hóa thú thì phải có tình yêu thương chân thật mới may ra thưa ông. Là sao hả con? Dạ thưa ông, con cũng xin thưa thật, trước đây con cũng đem lòng thương yêu cậu chủ, nay thấy hoàn cảnh của cậu như vậy, con càng thương hơn. Nếu như mà ông tin con, ông thương con á, con xin ông hãy tán hợp lương duyên cho hai đứa con. Hả? Con đâu có bàn trước cái chuyện này với cha. Đành rằng á, con bò là cậu Hiếu, nhưng mà người đời ta nghĩ sao khi con đòi lấy con bò? Ta rất thương con Đào à, nhưng ta không thể đồng ý. Vì như vậy sẽ thiệt thòi cho con lắm. Đời người con gái chỉ có một lần như nguy. Hay là ông chê con không đáng làm dâu của ông? Không, không phải như vậy đâu. Con đừng có nói như vậy. Giờ đây ta chỉ mong ước thằng Hiếu trở lại hình hài như xưa, rồi ta sẽ tác hợp cho hai con. Dạ, vậy là được rồi. Cha, con xin cha hãy chọn ngày lành tháng tốt để tác hợp cho tụi con đi cha. Anh Hiếu à, anh có thương em không? Anh có đồng ý lấy em làm vợ của anh không? Người rồi cha. Con, trời ơi, đúng là trời cao có mắt, mình ở hiền sẽ gặp lành. Thật là kỳ diệu, đúng là tình yêu chân thật đã mang lại phép màu. Cha, cha cảm ơn hai con nghe. Em Đào, anh cảm ơn em, chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Thưa hai cha, chúng con nguyện chung sống với nhau suốt đời. Don't.
Ông Tám đó, ra đưa tụi bay. Mày đâu có thấy mặt của ổng đâu, sao mà mày biết được? Thì ông bảo chỉ rồi đó. Má ổng có giật giật, kêu ổng đi, chứ ông vô nhà sau là mất tiêu á. Tụi bay tới đây làm gì vậy? Dạ ăn chào ông. Dạ chào ông. Tụi con qua chơi với bác Tám. Tới chơi mà lén lúc giống ăn trộm vậy hả? Dạ đâu có. Dạ đâu có, tụi con đâu có làm gì đâu. Dạ tụi con chỉ xem con ông Tám có nhà không thôi. Kỳ ghê á. Ông Tám mời tụi mình đến chơi mà vậy đó. Dạ mà ông Tư ơi, có ông Tám nhà không ông Tư? Có Tư, ông có Tám. Thôi dạ, dạ ông. Dạ. Đi. Cái ông Tư này thiệt là ngộ nha. Lúc nào cũng muốn hù chết người ta vậy á. Hiện tại ông bị mất đồ một lần rồi nên nó phải cảnh giác chứ. Ừ, đúng rồi. Nhưng coi bộ, ổng khó hiểu lắm á. Hôm nào mà ông Tám thì hỏi thêm mới được. Nhất trí luôn. Ừ. Nhưng mà bây giờ mình chơi tiếp đi. Trước sau gì á thì cũng phải trả lại chủ nhân của nó rồi. Ngồi xuống này chỗ đi. Ủa sao ông bà đó thấy mình mà không nói gì hết vậy? Tôi cũng thấy lạ. Không lẽ mắt ông bà bị mờ hay là bị cận? Rồi xong, tụi mình bị tàn hình rồi. Ủa bảo nó vậy nghĩa là sao? Thì tụi mình lần cho chuyện của Tích bằng cách tàn hình đó. Hèn gì, tụi mình mặc nguyên bộ đồ này không có như trước nữa. Ừ, có lẽ bảo nó cũng đúng. Nên thử một lần để biết. Đi theo ông bà xem sao. Thấy mình đâu. Nhưng mà sao tôi thấy kỳ, hai ông bà nói chuyện với con gái mà nghe thấy tiếng chứ không thấy người. Không lẽ chị ấy cũng tàn hình giống mình nữa. Kỳ lạ thật. Nhà trống quơ trống mắt à, nhìn xung quanh nhà cũng không có ai hết á. Ê tụi bay chú ý kìa, hai mắt của ông bà đang chú ý xuống cái bàn kìa. Wow. À, nàng út. Ủa nàng út dễ thương quá. Nàng út dễ thương. Út à, thấm thoát con cũng đã lớn tới tuổi cập kê rồi. Mẹ không biết con có được tấm chồng hay không. Mẹ lo cho con quá. Sao bà lại nói vậy? Con nó buồn sao? Là tôi sợ á, nay mai chúng ta qua đời hết rồi, con nó biết nương tựa vào ai? Con mình nó giỏi giang như vậy,
giữa đồng không mong quạnh như vậy mà nó gầy dựng được một ruộng dưa tươi tốt như vậy, bà còn lo gì nữa? Mọi việc đều có cơ duyên của nó. Con xin cha mẹ đừng lo nghĩ cho con tự xoay sở được mà. Cha, mẹ đừng có buồn nữa nha. Ủa sao anh thấy em bo đâu hết vậy? Rồi sao bảo? Đành chờ hết chuyện vậy mới biết được. À, có khi nào em bo hoàng tử không? Trời ơi, hoàng tử khóc nhè á. Chủ nhân của ruộng dưa ơi, giữa chúng hoang sơ đồng trống như vậy, ta vừa khát vừa mệt, ta xin bạn mấy người cho ta xin một quả dưa, sau này khi quay lại đây ta sẽ hậu tạ vàng bạc. Ta nghĩ người sẽ không từ chối đâu. Tâu Điện Hạ, bọn thần đã đắc tội với Điện Hạ vì đã để Điện Hạ lạc nơi quan sơ đồng vắng như thế này. Xin Điện Hạ quay gót, đã có chúng thần hộ tống về. Tất cả là do ta, hai người không có tội gì hết. Mà cũng chính nhờ như vậy, ta mới phát hiện ra được nơi quan sơ đồng trống như vậy lại vẫn còn một ruộng dưa xanh tươi, sai trái. Theo ta nghĩ, chủ nhân của ruộng dưa này chắc chắn phải đảm đang, giỏi giang, xinh đẹp lắm. Xin Điện Hạ quay gót vì nơi đây là chốn quan sơ đồng vắng, kẻo nơi đây là có chốn yêu ma quỷ quái. Người gì đâu mà kỳ cục, dưa của người ta trồng công khó vậy mà ăn bỏ mứa. Tiếc thật.
chuyện cô thích cũng đâu có đâu. Vậy thôi, giờ mình chia nhau ra tiệm bo đi. Hay dĩ chuối ra sân sau tiệm đi. Còn Bảo ra sân trước. Mà ngon làm gì? Ở đây coi coi, bo có trong chuyện cô thích không? Mấy đứa ơi, mấy đứa, tụi bo có ở trong nhà coi không? Thưa ngoại, tụi con ở đây rồi, Bo đâu? Dạ thằng Bo nó đi. Cái gì mà ấp úng, nó đâu? Nó đi với bạn Bảo ở ngoại. Dạ hả? Con dạ. Kiếm Bo, kêu Bo vô đặng bà ngoại cho uống sữa nha. Dạ. Bên nó mấy Bo Bình ơi, tôi tìm ngoại thấy Bình ơi. Gì vậy ăn cho ông ngoại? Bo đâu? Đúng rồi, Bo đâu Bảo? Bo đi với chuối với Hoàng Diệt á không? Dạ đúng rồi. Mình ơi, con thấy Bo. Mình ơi, thấy Bo. Rồi cái gì mà thấy Bo mà. Còn ông nghe nói là thằng Bo nó đi với hai đứa con mà nó đâu rồi? Đúng rồi, Bo đâu rồi. Dạ, nó ở đằng sau kìa ông. Thôi vậy thì con kêu nó vô đi, đặng bà ngoại cho uống sữa. Dạ. Mém nữa là bể mánh rồi. Trời, ở đây cũng có, trong chuyện cổ tích cũng có. Giờ sao giờ? Không biết Bo ở đâu nữa. Ê, hay là mình quay lại cái ruộng dưa đi ha. Lỡ ông Bo nó nhỏ xíu gì nào, cái xong nó núp dưới lá sao, ai biết được. Bà nghĩ sao vậy? Theo tôi nghĩ á, là Bo chưa được sinh ra, giống như trong chuyện khiếu phụ năm xương á, nhớ không? Đúng rồi đó. Thôi, giờ mình vô chuyện cổ tích, chờ nàng Út sinh ra bé Bo đi. Một, hai, ba, nàng Út! Sau lần ăn hết miếng dưa dở dang của vị hoàng tử để lại, nàng Út thấy trong người mình bỗng dưng khác lạ, bụng mang dạ chữa mà không biết vì sao. Nàng hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh, lớn nhanh như thổi và rất ngoan. Ê, Bo kìa! Bo! Bo! Bo ơi! Bo giỏi quá! Bo à, em làm con của cô gái búp bê đó, em có biết không? Bo nói phải biết nghe chưa, lần sau mới chơi đi chơi á. Làm con của nàng tiên với hoàng tử, xuống muốn chết, còn đòi gì nữa? Ý chết, có người tới kìa. Mình đi đi. 1, 2, 3. Nơi này 4 năm trước ta đã ghé qua đây. Đúng rồi, một sự tình cờ thật thú vị. Chủ nhân ơi, người có ở đây không? Ta chắc chắn là phải có ai ở đây thì mới duy trì ruộng này xanh tươi quanh năm suốt tháng được. Bẩm bệ hạ, thằng kia có một đứa bé kia kìa. Con ơi, ôi một bé trai đẹp tựa tiên đồng. Con ơi, con là con của ai? Tại sao ở đây một mình vậy? Mẹ con đâu? Bẩm bệ hạ, xa xa đằng kia có mái nhà tranh, chúng ta hãy tới đó hỏi thử xem. Giống quá, giống bệ hạ quá. Có người ma lẫn quất ở đâu đây hết. Nghe trong gió có tiếng gì thì xào ghê quá mày. Điện ai? Bẩm điện hạ, xin điện hạ lưu gót điện hạ. Mẹ của đứa bé này không có ở đây. Ta sẽ mang đứa bé này về cung, nhưng đừng nghĩ tưởng của ta. Các người thấy như thế nào? Bé đứa bé chúng ta. Xin ngài hãy dừng bước và hãy trả con lại cho tôi. Ai đó? Ai vừa mới lên tiếng đó? Tôi là mẹ của đứa bé. Có thật là mẹ của đứa bé không?
Nếu như nàng là mẹ của đứa bé thì hãy ra gặp mặt ta đi, như vậy thì ta mới tin được. Xin ngài đừng làm khó tôi. Ở nơi chốn quan du này chỉ có hai mẹ con bầu bạn. Tôi xin ngài hãy để con lại cho tôi và hãy đi đi. Nàng hãy ra gặp ta đi. Nàng ở đâu? Ra gặp ta đi. Tôi đây, tôi đứng sau mọi người đây. Mọi người hãy nhìn xuống đất. Trinh Thiên Hạ, ma ma, đừng lại gần. Chẳng lẽ nàng là... Tôi chính là mẹ của đứa bé. Vậy cưng ơi này, là của nàng hả? Có đúng như vậy không? Vâng, chỉ một mình tôi thôi. Vậy còn cha của đứa bé? Tôi không biết. Từ từ vô đi. Vậy tại sao đứa bé lại giống tôi như lúc? Nhất định nó là con của tôi. Ông trời đã ban con cho tôi. Hèn gì tôi gặp nó, cảm xúc trong người tôi dâng tràn. Dù thế nào đi nữa thì xin ngài cũng hãy lui gót. Ở nơi chốn quê mùa này không xứng với ngài đâu. Ẩm đi hạ, xin điện hạ về tao lại với cha đi ạ. Các người về trước đi, ta sẽ ở lại đây với mẹ con này. Điện hạ, hoàng thượng đã cầu hôn công chúa A Lao cho ngài rồi. Giao giữa hai nước đó. Thôi bệ hạ, thiếp biết, nhưng chuyến đi di hành này của Hoàng Nhi con ta sao mà lâu quá, không biết có chuyện gì xảy ra không? Cấp báo, dạ dạ cấp báo. Trời lại có chuyện gì nữa đây? Trời đất ơi, dạ mừng tâu, dạ bọn thần có tội, xin hoàng thượng thứ tội. Thôi, trời ơi, con cái bổn đó làm hoài, có chuyện gì nói đi. Dạ, một chuyện rất là kinh thiên động địa, hại hùng lắm. Dạ xin bệ hạ, dạ hoàng hậu hãy bình tĩnh à. Chuyện gì hãy nói nhanh lên đi. Dạ số là như vậy. Dạ bọn thần hộ chiếu hoàng tử. Cái gì mà hộ chiếu? Dạ quên, hộ giá hoàng tử. Dạ đi vào một nơi đồng trống. Ôi một cánh đồng thật là trống kinh khiếp quá. Dạ nó có bông xanh, bông trắng, bông đen, rồi lại bông ơi là bông. Thôi xanh rồi. Ca hát tới sáng chưa hết câu chuyện đó. Dạ có chuyện gì nói mau đi. Dạ cuối cùng dạ bông nó kết hoa nở trái. Trời ơi nguyên một rẫy dưa. Dạ trái nào trái nấy bự như vậy. Dạ hoàng tử hái dưa. Dạ cái hoàng tử mới xẻ dưa. Dạ cái hoàng tử mới tách dưa. Dạ hoàng tử mới ăn dưa. Ôi nó ngọt. Nhà ngươi làm ta thèm quá. Dạ thôi có chuyện gì ngươi cứ nói đại ra đi. Dạ bẩm hoàng thượng và hoàng hậu còn chuyện kinh thiên động địa nữa. Chuyện gì mà kinh thiên? Dạ tự nhiên có một chàng trai, một cậu bé giống y tạc như là hoàng tử luôn. Khôi ngô tấn tú, mặt mày thanh tao, giống y như đôi mắt nè, giống cái mũi nè, giống cái mũi cười có duyên nè. Nhưng mà tại sao chàng cứ biết? Dạ em nghe quân sĩ nói lại. Quân sĩ nói gì người đâu có đi theo đâu mà biết. Dạ nhưng mà quân sĩ nói giống y như là đúc. Rồi từ đó hoàng tử mới nhận
cậu ấy là con của mình. Con? Dạ. Cái chuyện của cậu bé chưa có ghê lắm đâu, cái chuyện mẹ của cậu bé mới thật là rùng rợn hay. Cái gì mà rùng rợn, nhà ngươi kể cho ta nhanh lên. Dạ, mẹ của cậu bé, trời ơi, đúng là ma quỷ hiện hình cám dỗ hoàng tử. Vậy là chết con ta rồi Hậu ơi. Nhưng mà người đó có mắt không? Dạ có mắt. Có mũi không? Dạ có mũi. Có miệng không? Dạ miệng có luôn. Trời đất ơi, vậy đâu phải là quỷ ma, là người. Đặc biệt luôn, nàng ta chỉ có chút xíu mà thôi. Trời ơi, như vậy là quái nhân rồi. Hậu ơi, quái nhân rồi Hậu ơi. Dạ trời. Thưa bệ hạ, chưa đâu, nàng ta có thể đứng trên lòng bàn tay, cười nè, nói nè, ca hát nè. Ôi ghê sợ quá. Thật là quan rồi. Dạ. Ta không cấm thái tử tam thê tứ thiếp. Dạ. Mà ta không thể để cho thái tử lấy một hàng yêu tinh ma quỷ quái vậy được. Dạ. Hãy dám. Dạ có dám. Hãy tới đây vừa. Đưa thái tử về cung cho ta. Dạ xin tuân lệnh. Dạ bẩm hoàng thượng. Bẩm cái gì nữa? Rồi có đưa nàng út đó về không à? Không. Dạ không. Biện. Hoàng thượng ơi, vậy là chết hoàng nhi của ta rồi hoàng thượng ơi. Có thánh chỉ tới. Cha ta truyền lệnh, các ngươi phải long trọng đón ta trở về. Nhưng điện hạ không được đem yêu tinh đó về. Yêu tinh nào? Xin điện hạ xá tội, ý của vua cha không chấp nhận một con dâu có ngoại hình kỳ dị như vậy. Vua cha của ta không bao giờ có ý nghĩ hồ đồ như vậy. Đó là những ý nghĩ đơm đặc bia chuyện của bọn ninh thần. Ta sẽ đường đường chính chính dắt vợ con ta về. Bởi vì vợ ta mà đáng mặt hiền thê, đoan trang hiền tục. Các ngươi nghe rõ chưa? Bo, em hoàn thành sứ mạng đi, rồi chúng ta kết thúc chuyện rồi đi về. Chứ không tàn hình lâu quá không trở lại được như cũ bây giờ. Ừ làm đi Bo. Nhanh lên đó. Ừ làm đi Bo, nhanh lên. Chàng hãy đưa thiếp và con về diện kiến vua cha nha. Hiền thê ơi, xin điện hạ mau về cung, hoàng thượng sẽ đẹp lòng. Về mình chưa về nhà rồi. Mấy đứa ơi.